Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước. Thì hôm nay em lên cho anh chị em một cái sản phẩm rất là hot, đó là cái bếp nướng điện. Đó, cái bếp nướng điện này nó rất là hot và rất là đặc biệt so với những cái bếp bình thường. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị em mình xem luôn nha. Trước tiên á, về tổng thể là mình thấy đây là một cái bếp nướng điện nha. Ở đây nó có cho mình là một cái này gọi là cái vỉ nướng đi cho nó dễ ha, thay vì bình thường mình nướng bằng cái vỉ nướng thì còn cái này nó y như là một cái chảo nướng vậy đó. Đó, cái mâm nướng vậy đó. Rồi, thì cái này tổng thể là anh em thấy ha, thiết kế rất là đẹp. Cái này của thương hiệu Chip and Chip nha. Thì cái này á, công tắc của nó có hai công tắc, một công tắc nguồn ở đây và một cái công tắc trên đây. Thì khi mà mình cắm vô cái nguồn điện là 220V thì em sẽ mở thử cho anh em xem nha. Rồi, mình bật ở dưới đây là công tắc nguồn nè, rồi tiếp theo là công tắc ở trên đây. Đó, thì mình bật nó sẽ xoay, anh em thấy không? Khi nó nướng, trong quá trình nó nướng á, nó vừa nướng vừa xoay, anh em thấy rất là đẹp ha. Cái thứ nhất là nó sẽ điều cái miếng thịt, khi mà anh em bỏ thịt lên đây nó sẽ điều cái miếng thịt của mình nha anh em. Đó, nó sẽ rất là đều. Đó, tại vì nó xoay. Cái thứ hai, nó vừa đẹp khi mà mình ăn cả gia đình á, thì mình để thịt lên đây thì nó sẽ xoay vòng vòng vòng, thức ăn nó sẽ xoay vòng vòng, nó sẽ luân phiên tới mọi người, thì nó rất là hay ở chỗ này nha. Rồi, và cái thứ ba nữa là cái ở đây. Ở đây khi mà mình chọn á, ở đây là nó có hai cái chế độ. Anh em nhìn vô là anh em thấy, một là cái chế độ hẹn giờ và một cái chế độ là công suất. Ví dụ như nó có hai cấp độ công suất, một là 750W và một là 1500W. Thì bây giờ á, mình chọn trước cái chế độ là 750W đi. Rồi, thì khi anh em biết ha, nó nướng cái nguyên lý hoàn độc của nó đó là bằng cái nó nướng bằng cái đây. Ở đây là nó có cho mình nè ha. Đó, nó nướng điện mà. Rồi, ở đây nó có một cái điện trở, anh em thấy không? Cái điện trở này nó khi mà nó mình bật cái chế độ điện thì nó sẽ nóng nè. Đó, nó nóng, nó nướng thịt chính ở dưới đây. Em chỉnh cái chế độ 1500W cho nó sáng lên nè. Đó, anh em thấy không? Cái thứ nhất là nó vừa chín đều, mà cái thứ hai đây y như là cái bóng đèn hay nó soi vô trong thịt nên mình nhìn rất là đẹp. Thường anh em mà đi ăn nhà hàng á thì cái nhà hàng nó hay có những cái bóng đèn soi lên thịt, soi lên cái dĩa thức ăn của mình nên mình nhìn rất là đẹp. Thì cái này nó có cái tác dụng giống như vậy. Rồi, thì cái hai chế độ này như em vừa giới thiệu ha, một chế độ là hẹn giờ. Ví dụ như là mình muốn nướng cái miếng thịt này trong vòng 10 phút hay 15 phút gì đó thì mình chọn cái giờ, cái thời gian để mà nướng, hoặc là cái thứ hai là mình sẽ chọn cái công suất để mình nướng. Rồi, chỉ có hai cái chế độ đó thôi. Còn về phần dĩ nướng thì anh em thấy ha, cái này là cái dĩ nướng nè, để em tắt cho nó không có quay nữa. Rồi. Đó, cái dĩ nướng này thì em đo sơ cái kích thước luôn cho anh em mình hình dung cái dĩ nướng này nha. Đường kính của cái dĩ nướng này cũng tương đối rất là to nha anh em. 36 cm nha. Đó, đường kính là tới 36 cm luôn nha anh em. Đó, rất là lớn nha, để anh em có thể là để rất là nhiều thức ăn, rau củ quả gì đâu vô trong đó để mà mình chế biến nha. Và khi mà anh em sử dụng á, là cái này là mình thay rất là dễ, mình chỉ việc là mình mở lên thôi. Mình mở lên là mình thay thôi. Rồi, ở bên đây nó có cho mình là một cái khóa trục. Khi mà anh em muốn cố định lại thì mình khóa trục, còn khi mà mình muốn kéo ra để dễ vệ sinh cũng như là dễ dàng gấp thức ăn á, khi thay vì mình nướng xong rồi đúng không, mình bật cái này rồi mình kéo qua bên đây, nó là anh em thấy ha, nó rất là thoáng nha, nó không có che cản trở gì đây cho mình hết. Rồi, và cái này nó có một cái rất là hay, chức năng rất là hay của các bếp nướng mà ít bếp nướng bình thường có, là nó có chức năng là hút bụi, hút khói chứ, nó hút khói và khử mùi. Nó khi mà trong cái quá trình mình nướng á, thức ăn khi mà nó nóng lên nó sẽ ra hay ra khói rồi anh em ha. Thì cái này nó có hút khói vô trong khe này luôn và nó khử mùi cho mình luôn. Rất là hay ở cái chỗ này nha anh em. Rồi, còn về một cái điểm cộng nữa là anh em thấy ha, nó rất là dễ tháo dỡ ra. Khi mà mình tháo dỡ ra thì chỉ việc như vậy, hai tay cầm dỡ lên thôi. Nè, anh em thấy không? Rất là dễ nha. Đó, còn khi bỏ vô thì lắp vô thôi. Chỉ một nút nhạc là anh em có thể tháo lắp rất là dễ dàng rồi nha. Đó, mở lên, nó dỡ ra. Rồi, còn cái này xài xong, lắp vô. Rất đơn giản, rất là tuyệt vời cho một cái bếp nướng điện như vậy. Rồi, còn anh em muốn khóa trục lại thì chỉ việc là mình để cho nó ngay ngắn lại. Rồi, đây, bên đây nó có cái nút khóa này thấy không? Anh em thấy lên xuống nè. Đó, khóa lại. Đó, rất là tuyệt vời. Ở dưới là mở ra, trên là khóa lại. Rồi, khi khóa lại thì nó sẽ không có di chuyển được. Rồi, rất là hay cho một cái bếp nướng như vậy nha. Rồi, còn thêm một cái nữa là ở cái phía trước, cái phần phía trước của cái bếp nướng này. Đây,
Đây là cái phần phía trước nó có một cái ngăn cho mình. Đây là cái ngăn đựng dầu. Trong cái quá trình mình nướng á, thì cái dầu nó sẽ chảy về trong cái khe này ha. Nó nghiêng, có độ nghiêng, nó chảy về khe này và nó xuống đây. Nó xuống một cái khay ở dưới đây. Thì trong quá trình mình nướng xong thì mình có thể lấy ra để mình có thể bỏ dầu hoặc cái như thế nào đó, vệ sinh cho nó rất là tiện lợi nha. Rất là dễ luôn. Rồi, ok anh em ơi, thì cái bếp nướng điện này, nó bếp nướng điện của thương hiệu Chip & Chip này, thì bên em đang bán với giá là 2.600.000 nha anh em, 2.600.000. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em luôn nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Những anh em nào mà mình quan tâm tới cái bếp nướng điện này thì cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Dạ rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ. Mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là máy lạnh nguyên khối của LG. Thì cái này là hàng nhập Mỹ anh em, tức là cái này là hàng nội địa Mỹ nha. Và cái con này á, là nó sản xuất là tại Thái Lan nha anh em. Nó cái này là cái lô này là nó nhập qua bên Mỹ ha. Và cái này là nó sử dụng cái điện của điện Mỹ là điện là 120V. Đó, sử dụng điện Mỹ là 120V thì mình cũng cắm vô cái cục chuyển nguồn là mình xài. Nó cũng gần như là điện Nhật thì là 100. Rồi thì cái này á, thì trước tiên nè anh em thấy ha, cái ngoại hình rất là đẹp ha. Khi mà cái lô này nó về là về full thùng cho anh em luôn nha. Cái này em khui ra thì cái ngoại hình nó rất là đẹp luôn anh em ha. Chưa qua sử dụng luôn anh em, còn những cái siêu bọc ở đây cho anh em mình luôn nha. Rồi cái bảng điều khiển thì nằm ở trên đây nè. Rồi đi kèm của nó là nó có cho mình là cái remote luôn nha anh em. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái remote luôn. Thì anh em mình chỉ việc là sử dụng remote là mình điều khiển cũng được luôn. Rồi thì trước tiên thì em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình hình dung nha anh em. Rồi về cái chiều cao hang, từ ở dưới cái đất nè lên đến cái đầu của cái này á, là khoảng là 63cm nha anh em. Rồi chiều ngang, rồi chiều ngang của nó là 40cm nha anh em. Đó, chiều ngang 40cm. Rồi còn về chiều sâu nè. Đó, chiều sâu thì từ dưới đây qua đây nè, rồi là khoảng là 32cm anh em ha. Chiều sâu là khoảng 32cm. Hai bên của nó có cho mình hai cái tay xách luôn nè anh em. Đó, để anh em có thể xách đi ha. Rồi còn cái thông số của nó nè. Ở đây cái hàng nhập Mỹ cho nên là tất cả những cái cảnh báo của nó đều là tiếng Anh anh em nha. Rồi cái này á, là cái thông số của nó là nó sử dụng điện là điện 115V. Nó điện 115V anh em nha. Ở bên Mỹ là xài điện 120 là ta xài được nha. Rồi còn cái công suất của nó nè là 1250W, ở bên Mỹ thì tính là 13A. Đó, nói chung là cái con này thì sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Đó, hàng nhập Mỹ nhưng sản xuất tại Thái Lan. Đó, rồi còn cái này á là, rồi ở phía sau này nó có cho mình cái ống anh em ha. Cái ống này là ống thoát khí nóng nha. Nó đi kèm nó là nó có cho mình cái phụ kiện là cái ống này luôn. Ở trong thùng nó là nó có cho mình cái ống này luôn nè. Anh em cắm vô trong đây. Rồi cái ống này anh em rút anh em đưa ra phía sau thôi. Bởi vì cái nguyên tắc của cái máy lạnh á, thì cái hơi lạnh nó ra phía trước và hơi nóng ra phía sau. Đó, thì cái này là cái máy lạnh nguyên khối. Thì nó chỉ có một cái cục như vậy thôi. Đó, anh em chỉ việc là mình mang nó, mình để ở những cái nơi không gian nào đó mà anh em mình thấy phù hợp ha. Nó rất là tiện lợi, anh em có thể di chuyển đi khắp nơi luôn cũng được anh em nha. Nhất là những cái sinh viên mà ở trọ rồi ha. Nó ở những cái phòng không có máy lạnh thì mua cục này để vô, tới lúc mà chuyển trọ thì mang đi luôn. Nó như cái quạt vậy anh em. Mà cái này thì nó cũng rất là nặng nha anh em. Đó, khá là nặng ha. Và cái này là của LG. Đó, của LG nha anh em. Rồi thì như em nói ha, công suất 1250W 13A. Đó, rồi bây giờ đi kèm nó là có cái remote luôn. Thì em sẽ test thử cái hơi cho anh em mình ha. Thì ở đây nè, ở đây sử dụng cái chui của Mỹ là chui dẹp nha anh em. Chui dẹp của Mỹ nha. Đó, khi mà hàng nhập Mỹ thì cái chui của nó là chui dẹp. Và ba chui nó có cái relay ở đây nữa nè. Rồi mình về mình cắm vô thì mình cắm vô thêm cái chui chuyển của mình. Rồi ghim vô điện 120 thôi. Của Mỹ là điện 120V nha anh em. Đó, rồi thì cái này nè em cũng test sơ cho anh em bật lên thôi. Nó thì bật cái remote lên là nó sẽ bắt đầu là nó hoạt động à. Đó, nó mở cái cánh gió ra anh em ha. Đó, cánh quạt nó quạt ha. Rất mạnh nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, cái hơi gió của nó rất là mạnh anh em ha. Nó rất là mạnh cho nên nó sẽ rất là mát nha. Đó,
Đó, rất là ok cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này nó cũng có các cái chức năng là như là mạnh nè, tự động nè, rồi mạnh nè, trung bình nè, nhẹ nè, các thể loại ở trên đây anh em cũng có thể điều chỉnh bằng tay ở nút cảm biến trên đây cũng được, mà anh em sử dụng bằng cái remote cũng được luôn nha anh em. Đó, cái hơi gió của nó thì nó rất là mạnh rồi ha. Đó. Rồi, và cái hơi nóng thì thường nó sẽ ra ở phía sau. Nó cái hơi nóng nó sẽ ra ở phía sau, cho nên anh em chỉ việc là mình nghiên cứu cái đường ống nóng mình đưa đi ra ngoài là được nha. Rồi, cái này tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng anh em ha. Chưa có qua sử dụng luôn. Rồi, bên em đang bán với giá là 6 triệu rưỡi nha anh em. Đó, giá là 6 triệu rưỡi ha. Rồi, ở dưới đây á, thì thiết kế của nó có mấy cái bánh xe luôn anh em. Đó nè, ở đây nó có mấy cái bánh xe anh em ha. Anh em có thể di chuyển rất là nhẹ nhàng, mình để mình đẩy tới đẩy lui như thế nào cũng được luôn nha. Rồi thì gửi tới anh em thì nó là full thùng như vậy, chưa qua sử dụng anh em nha. Và cái này em nói lại lần nữa là nó là hàng nội địa của Mỹ, cho nên nó sử dụng điện của Mỹ là điện 120V và sản xuất tại Thái Lan. Chất lượng thì rất là tuyệt vời ha, của LG. Giá là 6 triệu rưỡi, cái này là hàng thanh lý cho nên là giá rất là tốt anh em ha. Cái này là anh em nào mình có nhu cầu thì mình cứ là vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình chữa cháy dạng treo nha anh em. Đây là bình chữa cháy dạng treo, nó rất là xịn nha. Cái này á, là bình chữa cháy dạng bột ABC ha. Cái trong đây là nó là 8kg bột nha anh em. Đó thì cái bình chữa cháy này á, anh em ha, ở đây nó có cái cảm biến nè. Cảm biến nhiệt là khi mà anh em sử dụng là anh em treo lên. Đó, ở đây nó có cái móc này nè. Đó, mình treo lên nó rất là nặng nha anh em. Đó, anh em treo lên trên vậy nè. Thì khi mà có sự cố cháy ở dưới á, thì khi mà nhiệt độ đó nó chạm vô trong đây thì bắt đầu nó sẽ bung bột ra, nó dập tắt. Thường thì những cái bình chữa cháy như vậy người ta hay để trong những cái tủ điện hoặc là những cái nơi mà dễ cháy vậy ha. Thừa cái hôm bữa mà cái sự cố ở Hà Nội, mà nếu như mà ở chung cư đó có sử dụng cái bình chữa cháy này thì khi mà người ta sạc xe điện hay này nọ kia mà nó có vấn đề gì đó, đó thì cái này nó sẽ bung ra, nó dập lửa liền trong cái phạm vi là 4m2 nha anh em. Nó trong cái phạm vi là 4m2 là nó dập lửa liền thì sự cố đó là nó không xảy ra nếu như có cái bình này nha. Đó, cái này thì rất là hay luôn nha anh em. Và cái này á là một bình chữa cháy này bên em nè ha, của cái thương hiệu là Tomoken nha. Tomoken là thương hiệu của Nhật nha anh em. Đó, sản xuất tại Việt Nam cho nên nó có giá rất là tốt với người Việt mình luôn nha. Rồi thì cái bình này á ở bên em nè là bảo hành của hàng sử dụng nè tới 5 năm. Mà cái con này sản xuất năm 2022 thì 5 năm sau thì cái hạn sử dụng của nó được tới năm 2027 luôn nha anh em. Đó. Rồi thì cái con này nó rất là xịn. Khi mà anh em mua cái bình chữa cháy này thì đó, bên em sẽ ship tới nhà cho anh em luôn. Đó thì cái bình chữa cháy này thì bên em đang bán với giá là 800k nha anh em. Đó, bình chữa cháy bột ABC dạng treo cảm biến như vậy 800k nha. Em lên cho anh chị em một cái mẫu máy nén khí hàng nội địa Nhật cực kỳ là đẹp cho anh chị em mình luôn nha. Thì cái này anh chị em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Đó, màu hồng thủy chung nè, nó ai mà yêu màu hồng ghét sự giả dối thì đây rất là hợp lý luôn nha. Đó thì cái này á là hàng nội địa Nhật về, em về được 2 con. Nó cái này là của là thương hiệu của nó nè, để em cho em coi ha. Anes Iwata. Đó, Anes Iwata. Rồi thì ở trên đây còn cái phần máy của nó ha. Cái máy của nó thì nó sử dụng là cái logo của là Mitsubishi. Đó, cái máy Mitsubishi nha anh em. Rất là xịn sò. Rồi thì cái này á, anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Cái này thì dành cho những anh em mà công trình ha, nhà xưởng, công trình, công ty rồi đó. Đó, hoặc là anh em mà sử dụng để gara, sửa xe ô tô các thể loại. Thì những cái mẫu máy nén khí như vậy thì nó nồi đồng cối đá nha anh em. Đó, rồi bây giờ em sẽ quay vào chi tiết để báo cho anh em mình luôn. Rồi thì cái thông số của nó là 1.5kW thì tức là khoảng là 2 ngựa nha anh em. 2 ngựa nha. Đó, và cái này là sử dụng động cơ là động cơ xài dầu nha anh em. Đó, 2 ngựa động cơ xài dầu. Còn cái bình của nó là bình 70 lít nè. Đó, khá là đẹp luôn nha anh em. Nó tình trạng mà hàng nội địa Nhật mà về được như vậy là rất là đẹp luôn. Thường á, rất là hiếm khi mà mình về mà còn zin như vậy. Hầu như là những anh em khác người ta bán á, là về là người ta dặm tút tùm lum ha. Nó mới ra được cái màu đẹp, còn cái này màu zin của nó như vậy. Rồi còn ở đây á, là cái van mà van lấy khí ra ha. Ở đây có cái đồng hồ hiển thị áp nha anh em.
đó với một cái van này. Rồi thì cái này á, là nó hàng công nghiệp, công trình, công ty, cho nên á, là nó sử dụng là động cơ, là cái này là cái nguồn điện của nó là điện 3 pha nha anh em, điện 3 pha 200V. Nếu như anh em nào mà mình đang xài điện 3 pha thì mình cứ ghim vô mình xài, còn nếu như anh em mà mình sử dụng gia đình mình muốn xài được điện 220 thì bên đây em có lên điện cho mình luôn. Đó, ở đây thì em có lắp cho anh em là một cái biến tần. Đó, đây là biến tần ha, biến tần này cũng là của Mitsubishi luôn nè. Đó, cái biến tần này rất là xịn luôn nha anh em. Đó, thì khi mà đã qua biến tần này rồi á, thì anh em về chỉ việc là mình ghim vô điện gia đình 220 là mình xài thôi. Nó khá là hay luôn nha. Hai con này thì công suất như nhau. Đó, hai con này thì sao công suất và cái tình trạng nó như nhau. Rồi, thì chỉ khác một con là sử dụng điện zin, điện 3 pha 200V, còn một con là xài được điện 220V, điện gia đình của mình luôn. Rồi thì cái con bên đây em sẽ báo giá, cái con bên đây là cái con điện zin của Nhật nha. Nó công suất là 2 ngựa 70 lít nha. Con này thì giá bên em đang bán là 11 triệu rưỡi nha anh em. Đó, con này là 11 triệu rưỡi nha. Rồi, còn tiếp theo là con bên đây. Nó, con bên đây thì đã qua biến tần rồi. Nó đã qua biến tần rồi thì nó là 14 triệu. Đó, rồi. Nó, một con là 11 triệu rưỡi và một con là 14 triệu nha anh em. Đó, cái bình của nó là 70 lít nha. Đó, công suất là 2 ngựa, sử dụng động cơ dầu. Rồi, mà thêm cái nữa, động cơ dầu mà có xài cả dây cô ro thì anh em mình biết rồi ha. Nó bao bền luôn. Nó rất là bền. Động cơ dầu mà có thêm dây cô ro nữa thì nó bền mà nó êm lắm nha anh em. Đó. Còn cái dàn, cái cục máy của nó thì mình khỏi phải bàn rồi ha. Quá xịn, quá là đẹp luôn. Đó, em quay thử cái mặt sau cho anh em mình coi luôn nè. Đó, thấy không? Khá là ok nha. Cả hai con tình trạng thì đều còn rất là đẹp. Đó, cái này là hàng zin, chưa có, không có dặm tuốt hay là cái gì đây hết á. Đó, rồi ok anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu nén khí 70 lít này thì vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì hôm nay em mới về lại được một cái mẫu bếp ga xếp gọn của Nhật cho anh em mình luôn nha. Bữa giờ hết hàng anh em hỏi quá trời luôn, nay em mới về lại nha. Rồi, thì đây là mẫu bếp ga xếp gọn dành cho anh em mà mình thích đi camping, cắm trại, dã ngoại hoặc là mình sử dụng gia đình anh em ha. Đó, mình sử dụng gia đình thì mình cũng xài cái này được, nó rất là gọn gàng. Rồi, đi kèm nó có cái túi vải này luôn nè. Đó, anh em mua về, nó là chỉ cái bếp ga như vậy thôi. Đây là thương hiệu chính hãng của Signature nha anh em. Đó, thương hiệu của Nhật nha. Rất là gọn gàng, anh em thấy em cầm trên tay cực kỳ đẹp không? Đó, ở đây thì chỉ việc khi mình mở ra, mình xài thì mình mở này ra thôi. Đó, rồi mình mở ra, rồi xếp ra thôi. Đó, anh em thấy ha. Đó, mình xếp nó là nó thành ba cái chân rồi. Rất là tiện lợi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em xếp lên này, anh em thấy không? Rồi, cái này nó có một cái hay nữa là nó sử dụng được cái bình ga mini bình thường của Việt Nam mình luôn. Đây là sử dụng bình ga mini thông dụng nha anh em. Nhưng mà có một điều đặc biệt là cái bếp ga của Nhật này nó sẽ không chấp nhận cái bình ga mình sạc lại. Tức là cái bình ga mình xài xong rồi mình đi nạp ga lại nó không chịu nhận đâu nha anh em. Đó, nó để đảm bảo an toàn cho người sử dụng đó. Thì nó yêu cầu mình phải sử dụng là bình ga mới. Đó, bình ga mới chưa qua nạp lại thì nó mới xài được, hoặc là chưa qua sơn sửa gì đó là nó mới xài được nha. Anh em mình lưu ý chỗ này nha. Rồi, cũng như đây là cái bình ga mới nè. Đó, chỉ việc là anh em, cái bình ga mới đó, anh em chỉ việc đưa vô đây nè. Đưa vô ngay cái này rồi. Ấn một cái rồi là tự động nó hít vô luôn, không cần đè gì luôn á. Nó có miếng 500 ngay này nè. Bình ga mới nó mới hít, còn bình ga cũ nó không hít đâu. Đó, nó hay ở chỗ đó nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây nó có bên đây, ở bên đây nè, nó có cái đánh lửa nè, chỉ việc là bật lên thôi. Đó, anh em thấy nó bật lên một cái là ok rồi. Rất nhạy nha anh em, tắt nè, nó bật lên nè. Đó, rất là ok luôn nha anh em. Anh em thấy không? Rất là ok luôn, rất là đẹp, rất là xịn luôn. Nó nói chung cái đây là một trong cái mẫu bếp ga mà em thấy tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn nha. Đó, rồi cái này thì cái giá của nó là 850k nha anh em. Còn về cái phần bình ga thì anh em cũng yên tâm nha. Bình ga này ở tiệm tạp hóa nào cũng bán hết á. Bình ga mới thôi. Thay vì mỗi lần mình mua cái bình cũ á, mình đi đổi bình ga là khoảng 10.000. Tại vì mình lấy cái bình của mình ra mình đưa cho người ta thì người ta sẽ đổi cho mình 10.000 một cái bình khác đã nạp rồi. Còn bây giờ anh em mua cái bình mới luôn là 20.000 nha. Ở chỗ em bán 20, còn ở nhà anh em thì cũng có thể là 20 hay 30 gì đó. Nhưng mà đó, nó rất an toàn cho mình. Rồi, cái bình bếp ga này là nó là như vậy. Tức là nó không có cho mình sử dụng những cái mà bình ga mà đã qua sử dụng, đã qua nạp rồi, để cho đảm bảo an toàn cho mình thôi.
Rồi ok, đi kèm nó có cái túi vải như vậy luôn nha anh em. Nó việc mình xài xong rồi mình bỏ vô rồi thôi. Rồi ok anh em ơi, cái bếp ga này thì bên em đang bán với giá là 850k nha. Anh em nào quan tâm mẫu bếp ga này thì inbox cho em nha. Đó, rất là xịn sò luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái con linh vật phong thủy ha. Nó bằng đồng nha anh em. Đó thì đây là những cái con linh vật phong thủy mà anh em trưng bày ha, rất là tốt luôn nha. Đó thì nó thu hút tiền tài, tài lộc với thịnh vượng cho gia chủ nha. Thì đầu tiên thì đây là cái con Long Quy. Long Quy này á, thì tức là con rùa đầu rồng. Đó gọi là Long Quy, thì ở đây nó có cổng một con ở trên. Đó thì cái này á, là giá của nó là 800k nha anh em. Đó em cầm cho anh em coi ha. Đó giá 800k. Rồi khá là ok nha. Rồi con này giá 800k. Tiếp theo là tới con gà trống nha anh em. Đó gà trống nè. Đó tượng trưng cho sự phát triển ha. Đó. Rồi con gà trống này á, thì cũng trên đống vàng. Thì có con gà trống này cũng 800k luôn nha anh em. Đó anh em mình coi ha. Đó kích thước là như em quay nha. Rồi tiếp theo là tới con cốc nha. Đó con cốc này cũng là rất là phong thủy luôn. Anh em có thể trưng bày trên bàn làm việc, hoặc là có thể để ở ngay ông địa cũng khá là ok nha. Đó con cốc này thì nó to nha anh em. Đó nó to hơn hai bàn tay em bụp lại luôn nè. Đó rồi con cốc ngậm vàng, ngồi trên đống vàng luôn. Rồi thì con cốc này thì giá là 990k nha anh em. Đó 990k nha. Rồi hiện tại em cũng chỉ còn vài con nữa. Anh em mình quan tâm con nào thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái máy dặn vít của Boss anh em ha. Đây là cái máy dặn vít của Boss, máy dặn vít cầm tay của Boss rất là nhỏ gọn luôn nè. Đó thì anh em mà mình sửa chữa điện tử, máy móc hoặc làm những cái tấp lô điện, những cái loại mà ốc vít nhỏ rồi ha. Rồi thì mình sử dụng cái máy này cực kỳ ngon nha anh em. Rồi cái này là hàng chính hãng của Boss anh em ha. Đó, Boss Germany nha. Rồi thì cái này á, là nó rất là dễ dàng, anh em cầm vô thấy như một cái mũi vít dặn cầm tay thôi. Nó rất là đơn giản ha, chỉ việc là anh em muốn nè, ve lui là dặn ra, còn này là dặn vô, còn bấm công tắc là nó chạy thôi. Đó, ok anh em ha. Rồi, nó dặn rất là khỏe cho mình luôn nha. Rồi, thì cái này á, là đi kèm nó, nhà sản xuất cho mình hai cái mũi vít nè. Đó, một mũi BH1, một mũi BH2. Nhưng riêng khi anh em mua bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em thêm hai mũi luôn. Đó, cái này là cũng là mũi vít Boss chính hãng luôn nha anh em. Đó, rất xịn nha. Rồi, thì thật ra là khi sử dụng những cái máy này thì anh em sử dụng những cái mũi vít này thì không bao giờ hư được đâu. Rồi, thì cái này nó còn một cái nó cũng khá là hay là khi anh em không cần bấm luôn, nhưng khi anh em đè vô nó cũng sẽ chạy anh em hết nè. Em đè vô, nó nè, ví dụ như là mình đè vô, nó thấy không? Tự động đè vô thôi là nó chạy rồi. Kiểu như cái con ốc mình nhấn vô là nó tự động nó xả ra hoặc nó siết vô theo cái ý muốn của mình điều chỉnh ở đây. Rồi ok, và cái này á, thì tình trạng nó là chưa qua sử dụng anh em ha. Nó Boss chính hãng bảo hành 6 tháng nha anh em. Rồi ok cho anh em, nó có kèm cho mình là một cái hộp như vậy. Cái hộp này nó cũng khá là hay anh em ha. Ở mặt trên anh em có thể đựng mũi nè, ở mặt dưới này mình có thể mình mở bỏ thêm một số cái phụ kiện, những cái đồ lặt vặt linh tinh ở dưới đây luôn. Và đi kèm nó có cho mình luôn là cái cáp sạc nha anh em. Đó thì cái máy dẫn vít này mình xài hết pin rồi mình sạc thôi. Rồi thì cái này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em mà mình hay dẫn vít rất là nhiều, mà những cái con vít con ốc nhỏ rồi đó thì sử dụng cái này rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi ok anh em ơi. Rồi cái máy dẫn vít của Boss này thì bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. 950k một cái máy dẫn vít của Boss. Nó chỉ riêng bên em khi anh em mua thì bên em sẽ tặng cho anh em thêm là hai mũi vít Boss ha, chính hãng của 7 luôn. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây nay em mới về là được cho anh chị em mình là một cái lô lưỡi cắt cỏ hàng nội địa Nhật anh em ha. Đây là lưỡi cứng anh em. Đó thì cái lưỡi này á, nó rất là hay. Đó, cái dạng cái răng của nó như vậy nè, là anh em có thể mình cắt cỏ và những cái cây nhỏ cỡ ngón tay đồ thì mình cắt luôn cũng được nha. Đó, nó rất là tiện lợi ha. Cái lưỡi này á, thì cái đường kính của nó ha, cái lỗ cốt của nó là 25.4 anh em ha, lỗ cốt là 25.4. Còn về cái đường kính của nó là nó khoảng là hai tấc 55. Đó, đường kính nó khoảng là 2 tấc 55. Rồi cái cốt của nó là 25.4 thì đó là cái cốt thông dụng của những cái máy cắt cỏ nha anh em. Tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Nó hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nha, mới chưa qua sử dụng. Rồi tiền cặp này thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em.
270k một cái cặp lưỡi cắt cỏ hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng như vậy nha. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái cặp hổ nha anh em. Đó, đây là cặp hổ ha. Rồi, cặp hổ rất là đẹp luôn nha. Cái này là bằng gỗ anh em ha. Đó, cái cặp hổ nội địa Nhật về. Rồi thì cái cặp này anh em về vệ sinh lại ha. Cái này cái dạng như nó bị bụi nè. Đó, nó có cái khe nhiều ha anh em, bị bụi nha. Và để em báo cái tình trạng sơ cho anh em nha. Nói chung thì cái cặp hổ này thì nhìn sơ mọi thứ thì liền lạc nha. Rồi có riêng về một con thì cái đuôi này nó có vết nứt nhẹ nè. Mà thật ra nứt là bình thường anh em, gỗ nó nứt là bình thường nha. Rồi một con này ở phần đuôi nó có vết nứt nhẹ nha. Một con, còn con bên đây á thì cái phần đuôi nó bị gãy. Tức là nó bị gãy nhưng người ta đã dán lại rồi ha anh em về anh em cũng chỉ việc đẩy vô là dán lại thôi. Thật ra tất cả những cái mà gọi là liên quan tới gỗ á, thì nó bị nứt hoặc bị gãy là nó bình thường anh em ha. Người ta chỉ việc là người ta dán lại thôi. Người ta dán, người ta sơn lại thôi là không thấy nha. Rồi thì cặp hổ này ha, nó cũng khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn đi. Chiều dài là em đo từ dưới phần chân anh em. Rồi chiều dài từ ở dưới cái phần chân của nó là 1m02 nha anh em. Đó, 1m02 nha, còn chiều cao 1m02. Rồi, còn chiều cao là 60 nha anh em. Đó, tới cái mũi nó là 60. 1m02 là chiều ngang, còn chiều cao là 60. Và cặp hổ này là nó nặng gần 20kg nha anh em. Đó, nó nặng gần 20kg ha. Tương đối rất là nặng. Đó, 17, 18, 19 kg gì đó. Rất là nặng luôn nha. Đó, em quay sơ một vòng cho anh em mình coi nha. Cặp hổ này khi mình trưng bày trong nhà thì nó rất là uy nghiêm nha anh em. Đó, nó rất là uy nghiêm. Khá là đẹp luôn. Rồi, ok. Thì cái kiện hàng nội địa Nhật về em chỉ được một cặp duy nhất như vậy thôi. Đó, một cái tác phẩm hổ ha. Rồi, ok. Thì cặp hổ này thì giá là 9 triệu nha anh em. Cặp hổ này thì giá là 9 triệu nha. Đó, anh em nào mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Giá là 9 triệu. Rồi, nhìn rất là uy nghiêm nha. Rất là đẹp. Ok anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu bật lửa điện rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, thì đây là cái mẫu bật lửa điện có kèm đèn led cho anh em mình luôn nha. Đó thì cái này á, thì anh em mình nhìn vô mình thấy ha, nó có cái đèn led nè. Khi mình đi đâu ra ngoài á, thì mình có thể là mình mở được cái đèn này luôn ha. Nè, nó có 3 chế độ nè. Nó chế độ sáng mạnh, sáng vừa và chế độ báo động ha. Nó rất là tiện lợi khi mà mình đi ban đêm mà mình cần soi sáng cái gì đó thì chỉ cần bấm nút là ok. Đó. Rồi, và ở phía sau của nó ha, nó có cho mình đây nè. Anh em thấy ha, một cái mạch. Nó một cái mạch điện rất là đẹp ha. Thường cái bật lửa điện thì nó sẽ rất là an toàn, nó không có bị cháy nổ như là cái bật lửa sử dụng ga. Và cái này thiết kế rất là đẹp ha anh em. Anh em nè, khi mình mở ra thì mở cái chốt này ra rồi mình bật ra thôi. Đó, đây nè, bật ra. Đó, cầm một tay anh em cũng có thể bật lửa để hút thuốc được nghe anh em. Rồi, còn đây nè, anh em muốn bật lửa thì anh em bấm cái nút đây thôi. Đó, nó lên cái tia lửa luôn ha. Từ điện mà nó chuyển thành lửa luôn, là cái này là nó rất là thông minh nha anh em. Nó cái nguồn điện của nó rất là thông minh, rất là mạnh luôn nha. Rồi ở đây nè, em bấm thử, em đốt lửa cho anh em coi. Đó, anh em thấy không? Đó, anh em có thể là hút thuốc hay là mồi lửa hay là làm những cái vấn đề gì đó cũng khá là ok luôn nha anh em. Đó, đây nè, em mồi lại cho anh em xem nè. Chỉ cần bấm nút cái nè, mình đưa vô là nó cháy thôi. Đó. Với lại cái này nó hay ở chỗ là nó không cần phải nạp ga, ví dụ như mỗi lần anh em sạc mà nó hết pin thì chỉ việc mình sạc tiếp để mình xài thôi. Đó, đây, cái lỗ sạc nó nằm ở đây. Nó thì đi kèm nó có cái cáp sạc cho anh em luôn ha, anh em chỉ việc cắm vô sạc thôi là mình xài nha. Đó, cái này là cái bật lửa sử dụng điện mà nó có luôn cái đèn led ha. Đó, rồi rất là đẹp luôn cho anh em mình ha. Ở đây thì hiện tại bên em đang có hai màu nha anh em. Một là cái màu hồng xanh và một là cái màu đen. Đó, như vậy. Đó thì hai cái này nó đồng giá với nhau là 190k một cái nha anh em.
190k một cái, rất là xịn ha, đi kèm cáp sạc đầy đủ cho anh em luôn. Thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu nào thì cứ inbox cho em nha. Ở đây em về lại được cho anh chị em là cái bộ cờ tướng nha. Đây là một cái bộ cờ tướng hợp da rất là đẹp luôn. Rồi thì cái bộ này thì dành cho những anh em mình có thể mình mua để sưu tầm nha, sưu tầm, trưng bày, biếu, tặng. Đó, cái bộ này nó rất là nặng nha anh em, nó nặng 5kg mấy á. Đó, rất là nặng luôn. Thì cái bộ này á, em sẽ mở sơ cho anh em coi ha. Anh em coi sơ ở ngoài là mình thấy rồi, nó là một cái vali rất là đẹp nha. Rồi, còn khi mà mình chơi cờ ha, thì mình chỉ việc mình mở ra thôi. Hoặc là có thể mua để biếu tặng cũng khá là hay, bởi vì nó có luôn cái hộp nha. Khi mình mở ra thì ở đây nó là một cái bàn cờ luôn. Đó, mình mở ra thì ở đây nó là một cái bàn cờ ở ngoài, bên ngoài nó làm bằng da rất là đẹp nha anh em. Rồi cái này chiều dài của bàn cờ này là 43 nha anh em. Chiều ngang là 43, chiều dài là 47 nha. Rồi 43 nhân 47. Còn những cái quân cờ anh em chỉ việc anh em mở dưới đây lên thôi là nó sẽ có những cái quân cờ khá là đẹp nha. Những cái quân cờ này được làm CNC. Đó, CNC bằng đồng rất là đẹp luôn nè anh em. Nó rất là nặng tay nha, cầm nó rất là nặng tay. Bởi vì khi mà mình chơi cờ ha, nó mỗi lần mà chơi mà thắng cái quân cờ của đối phương mà mình cầm trên tay á thì cảm giác nó rất là đã nha anh em. Đó, rồi, nó đại khái cho anh em mình xem thử nha. Nó khá là đẹp luôn nha. Cái này là quà tặng hay là biếu gì rất là ý nghĩa luôn. Nó quà tặng quà biếu gì thì cực kỳ tuyệt vời ha. Rồi, ok, còn anh em chơi xong thì chỉ việc là mình mở ra. Rồi, mở cái khay phía dưới lên. Cất thôi. Thí dụ quân đen theo quân đen, quân đỏ theo quân đỏ vậy đó. Rồi, ok anh em. Thì cái bộ cờ tướng này thì bên em đang bán với giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu nha. Có cái hộp như vậy, sách cực kỳ đẹp cho anh em luôn nha. Rồi ở đây thì em lên tiếp cho anh em là một cái cuộn rulo dây điện ha. Một cái lô rulo dây điện rất là xịn cho anh em mình luôn nha. Đó thì đây là cái rulo dây điện Hataya. Đó, cái dây điện này là dây điện hàng công trình nha anh em. Đó, dây điện hàng công trình của Nhật nha. Đó, Made in Japan luôn nè, anh em thấy không? Đây nè. Đó, Made in Japan ha. Hàng công trình của Nhật cho nên là nồi đồng cối đá rất là bền, rất là xịn anh em. Cái cuộn rulo này á, thì cái chiều dài của nó là 29m nha anh em. Chiều dài là 29m, dây đồng 2 chấm nha. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình là ba cái ổ nè. Đó, ba cái chui nè ha. Ba cái chui lấy điện ra. Nó mỗi cái chui này đều có một cái nắp đậy. Nắp đậy này chống côn trùng hay là chống mưa gió gì rò rỉ điện ha. Kiểu như chống cái mưa gió gì nó chạm nước vô trong đây á. Rồi và cái rất là quan trọng nữa ở đây nó có một cái CB. Đó, đây là cái CB chống giật nha anh em. Đó, cái CB này á thì khi mà có sự cố á, rò rỉ điện, chạm điện gì đó hay là có vấn đề gì đó thì nó sẽ nhảy CB. Nó ngắt cái nguồn điện của cái này cho nên nó đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Rồi thì cái cuộn này là 30m dây đồng 2 chấm, tình trạng em quay như là em quay cho anh em ha. Tình trạng rất là đẹp luôn nè. Đó, những cái mà hàng công trình mà như vậy là nó đẹp lắm rồi anh em ơi. Anh em mua về mà mình rảnh nữa là mình lau dây đồ ra ha, vệ sinh đồ ra. Rất là ok nha. Rồi cuộn rulo Hataya này bên em đang bán với giá là 1,450,000 nha. Một cuộn dây điện công trình như vậy 1,450,000. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em một cái dòng ghế khem pin nữa nha anh em. Đó, thì cái mẫu ghế khem pin này á, khi mà anh em mình ngồi lên á, thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái nha anh em. Đó, rất là xếp gọn, được đa năng luôn nha. Đó, thì cái mẫu này thì anh em nhìn vô thì mình thấy bên hông nó có một cái túi ha. Đó, một cái túi nè. Rất là gọn gàng, để khi anh em mình ngồi lên mình có thể để điện thoại hay là những cái đồ đạc lặt vặt ở trong cái túi này nha anh em. Đó, và nó có một cái tựa lưng rất là cao. Cái tựa lưng cao này á, thì nó sẽ rất là thoải mái khi mà anh em mình ngồi nha. Đó, ví dụ như là ngồi thử cho anh em. Đó, ngồi rất là thoải mái nha anh em. Đó, đây nó có cái túi nè. Rồi, mình ngồi vô thì mình sẽ cảm giác nó rất là thoải mái. Rồi, với lại á, là khi anh em xếp gọn lại á, thì nó cũng rất là gọn gàng, rất là nhanh. Chỉ việc để như vậy thôi, mình bóp lại. Đó, là đã xếp xong rồi anh em ha. Và đi kèm nó có luôn cho anh em cái túi để anh em mình bỏ vô. Đó, đi kèm nó có cho mình cái túi. Còn anh em mình muốn mở ra thì chỉ việc gỡ ra trong vòng một nút nhạc thôi là nó đã ra rồi, thành cái ghế rồi anh em ha. Và anh em mình nhìn vô thì mình thấy nó hơi nhăn, bởi vì cái này á, là nó là vải. Nó cái vải bố anh em ha. Khi mà mình bóp lại nó hơi nhăn thôi, chứ mình ngồi xíu là nó thẳng ra thôi nha anh em.
Đó, rất là đẹp ha. Về cái phần chân của nó, cái kết cấu xương của nó rất là cứng cáp, cho nên là nó thích hợp cho anh em 150kg ngồi cũng rất là thoải mái luôn nha anh em. Đó, anh em có thể ngồi đi câu cá, camping, cắm trại gì đó rất là ok. Rồi cái mẫu ghế này á, gọi mẫu ghế xếp này thì bên em đang bán với giá là 500k nha anh em. 500k một cái nha. Đó, rất là ok cho anh em luôn nha. À rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em mấy cái mẫu máy xay sinh tố cũng như là máy xay rau củ quả. Đó, mình xay rau củ quả, mình xay hạt ha. Đó, bên em luôn nha. Rồi thì đầu tiên thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy xay của Hamget anh em nha. Đó, hàng nội địa Nhật và anh em lưu ý hàng điện của nó là điện 100V nha anh em. Đó thì cái này á, nó đây. Cái bình của nó ha, bình của nó được 1 lít nè anh em. Đó, bình của nó 1 lít ha. Cái lưỡi răng này thì anh em có thể mình xay sinh tố hoặc là mình xay ba cái rau củ quả đồ cũng rất là ok luôn nha anh em. Công tắc thì ở đây có một cấp độ tắc nè, rồi 1 2 3, nó đơn giản vậy thôi. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Đó, cái này để cho anh em với giá là 400k nha. Rồi tiếp theo thì tới một cái loại máy nữa, cái này cũng là xay rau củ quả luôn nha anh em. Đó, rau củ quả ha. Cái này công suất là 280W điện 100V nha anh em. Đó, rất là xịn sò ha. Đó, rồi cái này của thương hiệu là Michiba. Đó, rồi rất là xịn sò nha anh em. Rồi cái này thì giá của nó là 800k nha anh em. 800k, chỉ có cái duy nhất thôi. Đó, anh em có thể là mình xay rau củ quả nè. Đó, hoặc là mình xay hạt đồ cũng được anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, hàng nội địa Nhật về được cái đẹp này. Rồi tiếp theo là em lên cho anh em một cái mẫu máy xay sinh tố anh em ha. Nó cái này thì nó cũng hơi cổ cổ ha, nó có cái nắp đậy nè. Đó, cái này thì nó cũng rất xứng đáng cho anh em mình sưu tầm luôn nha anh em. Rồi cái bình của nó bằng thủy tinh anh em ha, cái bình bằng thủy tinh nè. Và cái dung tích của cái bình này là 720ml. Tới đây là khoảng 720ml, còn nó đầy chắc là hơn xíu. Rồi, thì cái này công tắc của nó nè, tắt mở ở đây nè, chế độ nhẹ nè, chế độ mạnh nè, tắt nè. Đó, và cái này công suất của nó là 160W anh em ha. Điện vẫn là điện 220. Ủa, điện của nó là điện 100V chứ. Đó, điện của nó là điện 100V nha. Anh em lưu ý ha, hàng nội địa Nhật là điện 100V nha anh em. Đó, rồi con này thì tình trạng cũng còn khá là đẹp anh em ha, rất là xứng đáng sưu tầm ha. Đó, cái này bằng thủy tinh, rất là dày dặn ha. Rồi, ghim điện là chạy thôi, những cái này nè nó rất là bền bỉ. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu nha anh em. Cái này là 1 triệu nha. Đó, giờ anh em lưu ý ha, máy xay sinh tố thì nó có rất là nhiều loại. Đó, nó có rất là nhiều loại cũng như cái giá của nó cũng khác nhau, cho nên là thường những cái dòng mà xịn thì giá nó sẽ cao hơn bình thường xíu nha anh em. Rồi thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu nào thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Lại được cho anh chị em mình một cái lô nệm hơi nha anh em. Đó thì cái nệm hơi này nó rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Đó, cái nệm hơi này á thì nó rất là dày nè anh em. Đó, thiết kế cực kỳ dày dặn luôn ha. Và khi mà đi kèm nó là nó có cho mình một cái đồ bơm hơi luôn. Đó, cái đồ bơm hơi này rất là tiện lợi anh em ha. Đó, mình chỉ cần ghim vô điện 220 và mình xài thôi. Đó thì cái này ví dụ anh em mua có thể để dành đi du lịch, đi camping, cắm trại, hoặc là mình có thể là ví dụ như nhà mình hơi chật á, là mình không có nhu cầu mình xài nệm nhiều thì mình xếp nó lại, nhưng ví dụ mà có khách khứa vô á thì mình bơm cái nệm này lên để cho khách nằm luôn cũng rất là tuyệt vời nha. Rồi thì cái nệm này bây giờ em sẽ đo thơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi cái kích thước chiều ngang của nó nè, chiều ngang của nó thì em sẽ đo 1m, chiều ngang của nó là 1m55 anh em ha. Chiều ngang là 1m55 nè. Rồi em sẽ đo về cái chiều dài. Chiều dài của nó nha anh em. Chiều dài là em tính luôn cái phần mà cái phần vách lưng này luôn ha. Đó, cái phần vách tựa lưng này luôn á là 2m35. Đó, còn nếu như mà cái chiều dài của cái phần nệm ở đây thôi, chưa tính cái vách tựa lưng á, là 1m9. Đó, thì nói chung là anh em nằm thoải mái, gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con nằm cũng được luôn. Rồi thì cái này nè, đó, nó thiết kế rất là dày dặn anh em ha, rất là dày luôn nè. Đó, ở đây em ngồi lên cho anh em coi luôn. Đó, ngồi lên cho anh em coi ha, anh em thấy rất nằm lớn luôn. Đó,
Đó, ok anh em thấy không? Nó nằm rất là thoải mái anh em ha. Đó, nằm nè. Đó. Rồi, cái này bạn này cao 1m75 mà nằm lên anh em thấy ha. Nó rất là vừa vặn luôn nha anh em. Rồi, ok anh em. Nó thì cái này nó thiết kế cực kỳ dày dặn luôn, nằm nó rất là thoải mái anh em ha. Đó, em ngồi lên luôn cũng rất là thoải mái luôn. Đó, rồi thì cái này ở phía sau của nó là cái phần hơi nè, nó mình có thể mình xả ra hoặc mình bơm hơi ở bên cái van này. Nó rất là hay. Và khi gửi đến anh em á là nó sẽ trong một cái thùng như vậy. Anh em biết rồi, nó rất là gọn gàng như vậy. Nó thí dụ mỗi lần mình xếp vô nó cũng gọn như vậy. Và nó rất là nặng anh em ha, nó nặng lắm thì nó cũng tỷ lệ thuận với lại cái độ bền. Đó, nó nặng 10 kg anh em ha. Đó, rồi ok thì cái niệm hơi này thì bên em đang bán với giá đó là 2,2 triệu nha anh em. Đó, niệm hơi này là em đang bán với giá là 2,2 triệu. Thì anh em nào mà mình đang có nhu cầu mình tìm một cái niệm hơi, đó thì cứ inbox hoặc gọi điện qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Khá là tiện lợi luôn. Rồi, đi kèm nó là nó có đầy đủ cho mình là cái đồ bơm hơi luôn. Rồi, ok anh em. Anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video tiếp theo ạ. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ cơ để bàn hàng châu Âu cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cái con này là của thương hiệu là Kensley. Đó, Kensley. Cái con này thì sản xuất và tại Đức luôn anh em. Đó, con này sản xuất tại Đức luôn ha. Tình trạng còn khá là đẹp nha anh em. Đó, tình trạng là còn khá là đẹp nha. Em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, con này chiều cao của nó là khoảng là 26 cm. Chiều cao là 26 cm nha anh em. Còn chiều về cái phần chiều dài của nó ha là 21.5. Còn phần chiều sâu của nó là 14 nha anh em. Đó, hộp gỗ rất là đẹp luôn nha. Rồi, con này thì đây, cái bộ máy nằm bên trong. Đó, bộ máy nằm bên trong, máy bằng đồng, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, động cơ Ba Lan. Rồi, thì con này á, em sẽ cho anh em xem. Ở bên trong cái đồng hồ thì bên này, cái mặt, cái phần mặt đồng hồ á, thì anh em thấy nó gồm là ba cái lỗ code nha anh em. Ba cái lỗ code này cứ mỗi 15 phút sẽ điểm chuông một lần. Đó, và đây là sản xuất tại Đức luôn anh em thấy không? Made in Germany nha. Đó. Mỗi 15 phút sẽ điểm chuông một lần nha anh em. Rồi, còn về cái phần mà cái phần máy của cái đồng hồ này ha. Đó, em sẽ cho anh em xem luôn. Đó, cái máy của nó là trong đây là nó gồm là 5 gông. Đó, nó gồm là 5 gông đồng và 5 búa nha anh em. Còn cái phần máy ha, máy Kensley ha, nó có triện đóng triện là Made in Germany. Đó, có đóng triện là Germany ở đây nha anh em. Đó, Kensley. Đó, rồi cái bộ máy hoạt động rất là hay ha. Rồi, thì bây giờ em sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng chuông của nó luôn khi điểm giờ nha. Đó, em sẽ quay tới mặt trước, em cho nó về giờ chẳng cho nó điểm giờ. Đây. Rồi, em sẽ cho nó điểm giờ. Đó, về giờ chẳng đi, cho nó điểm nhiều giờ nha anh em. Cho nó điểm nhiều tiếng chuông. Đó, khá là hay ha. Em xây lại cho anh em nghe nè. Đó, chơi cái bản Westminster anh em ha. Đó, cái tiếng chuông nó điểm mỗi cái giờ đó.
hoặc là mỗi 15 phút là nó cũng điểm một lần, rất là hay nha anh em. Đó. Rồi thì đi kèm nó có cái đồ lên cốt đầy đủ cho anh em luôn nha. Đó, cái này là hàng châu Âu. Cái máy đồng hồ này á, nó là thương hiệu của Mỹ, Kensley của Mỹ, và sản xuất thì sản xuất tại Đức nha anh em. Đó, rất là hay, rất là đẹp ha. Cái này anh em thích hợp để trên bàn làm việc ha. Sưu tầm. Đó, trưng bày rất là đẹp, rất là hay nha anh em. Rất là giá trị nha. Rồi cái đồng hồ này thì bên em đang bán với giá là 8 triệu nha anh em. Đó, đồng hồ này thì bên em đang bán với giá là 8 triệu. Rồi anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Thì ở đây em lên tiếp cho anh em nữa là cái đây là cái cưa lọng. Đó. Cưa lọng nha anh em. Cưa lọng nội địa Nhật sử dụng điện. Đó. Rồi. Ở trong cái bọc rất là đẹp anh em ha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em. Đó. Rồi, cái con cưa lọng này thì sử dụng điện của Nhật là điện 100V. Đó, điện của Nhật là điện 100V, cái công suất là 450W anh em ha, điện 100V, công suất 450W, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha. Cưa lọng này thì đó, cái cưa lọng này thì đi kèm của nó thì cũng không có gì hết, có cái giấy giấy hướng dẫn thôi. Rồi, ok. Cưa lọng này tình trạng chưa có qua sử dụng, hàng nội địa Nhật rất là đẹp ha. Rồi, điện là điện 100V, công suất là 450W nha anh em. Rồi, dây điện nè, nó chui dẹp nha. Rồi thì cái con này thì bên em thanh lý cho anh em với giá là 500k nha anh em. 500k ha. Tình trạng chưa qua sử dụng nha. Rất ngon lành, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em một cái con nữa ha. Con này là cái bắn vít. Bắn vít sử dụng pin. Ôi, bắn vít này là bắn vít điện chứ. Bắn vít sử dụng điện, hàng nội địa Nhật luôn nha anh em. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Rất gọn gàng, màu đen cầm trên tay anh em thấy ha. Khá là gọn gàng nha. Rồi, mặt trước mặt sau nè. Đó. Rất là ngon. Đó, thường anh em đi bãi là mình chỉ mua được những con cũ thôi. Còn cái con này là chưa xài luôn ha. Công suất của nó là 230W, điện 100V, đầu vít là đầu vít gài nha anh em. Rất là chắc chắn ha, rất là nặng. Bên đây nó có cho mình là cái đeo nè. Đó, cái này là anh em dắt lên công cụ dụng cụ nha. Khá là ok. Rồi, ok anh em, thì cái máy bắn vít này sử dụng điện của Nhật là điện 100V ha, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha. Rồi con này thì là 550k nha anh em. 550k, anh em nào mình thích thì inbox giúp em nha. 550k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em một cái nữa là cái máy khoan. Đó. Rồi lên tiếp cho anh em một cái máy khoan nha. Rồi đây là máy khoan sử dụng điện luôn nha anh em. Rồi hàng nội địa Nhật, tình trạng cũng chưa có qua sử dụng luôn anh em nha. Đó. Kiểu dáng rất là lạ lùng, có đảo chiều, có khóa công tắc luôn anh em nha. Đó, có đảo chiều, có khóa công tắc luôn. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp Autolock 10 ly. Đó, 10 mm nha anh em. Tối đa 10 mm, tình trạng là rất là đẹp, chưa qua sử dụng ha. Cái này á là cái công suất của nó là 250W anh em nha. Điện 100V, công suất là 250W anh em ha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng, ở đây là các cái cấp độ trượt để cho anh em sử dụng chế độ dặn vít nè. Rồi ok, ngon lành cành đào. Rồi cây này cũng để cho anh em với giá là 550k luôn nha anh em. 550k, hàng nội địa Nhật, tình trạng chưa qua sử dụng nha. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái mẫu máy khoan nữa nha. Rồi đây là cái máy khoan Rồi cái máy khoan này thì to hơn cái máy khoan trước luôn.
Nó có đảo chiều anh em nha, đảo chiều ra vô nè. Đó, mạnh nhẹ là đó. Rồi có khóa công tắc luôn nè. Rồi có búa anh em nha, cái khoang này là có búa khoan tường được ha, rất là nặng anh em nha, khá là nặng. Để em coi thử coi, cái này á, là công suất của nó là 480W điện 100V nha anh em, công suất 480W điện 100V. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp 13mm anh em ha. Đó, đầu kẹp là từ 1.5 tới 13mm, tình trạng là chưa có qua sử dụng ha. Rất đẹp, rất xịn, rất là nặng nha. Rồi con này thì để cho anh em với giá là 600k nha, 600k nha anh em. Đó, khá là ok, anh em nào quan tâm thì chốt nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em tiếp là một cái con chà nhám nè. Đó, đây là chà nhám chữ nhật nha. Chà nhám chữ nhật sử dụng điện. Đó, hàng nội địa Nhật, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Cái này công suất của nó là 150W, điện là điện 100V nha. Đó, điện 100V, công suất là 150W anh em ha. Tình trạng là rất là ok, rất là đẹp ha. Chưa qua sử dụng nha anh em. Nó gắn vô cái tờ giấy nhám vô đây là mình gài nó lại thôi. Rồi thì cái này thì thanh lý cho anh em với giá là 450k nha anh em. 450k một cái con máy chà nhám điện ha, hàng nội địa Nhật, tình trạng chưa qua sử dụng nha. Rồi 450k luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái con máy mài dao. Nó máy mài hay đá, máy mài dao mà dạng mini, siêu nhỏ gọn, và nó có tích kèm theo một cái tính năng nữa là tính năng là mài mỹ nghệ luôn. Đó, nó có cái dây truyền động nè anh em ha. Rồi đây thì em mở ra cho anh em xem nè. Trước tiên là nó có sẵn mấy cái mũi nè luôn, để anh em gắn vô trong đây nè, cái dây truyền động để là mình xài cái chức năng là mài mỹ nghệ anh em nha. Còn đây, nó đây là cái máy nè, siêu nhỏ nha anh em. Đó, thì em nói lại cái máy này nó rất là nhỏ nè, để lên đây cho anh em coi luôn nè. Đó, thôi để đây đi. Rồi em cầm trên tay đi. Nó em cầm trên tay là anh em thấy nó chưa tới một gang tay em nữa ha, nó chừng hơn nửa gang tay em xíu thôi. Này chắc khoảng tầm 15cm, 13cm, 13-15cm. Đó, em đo thử luôn cho chính xác cho anh em mình ha. Rồi, cái này chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó là khoảng là 16.5cm anh em nha. Chiều dài 16.5, chiều cao nè. Chiều cao của nó tầm khoảng là 13.5cm thôi. À, cái này là nó có hai cái, một cái viên đá này nè. Nè, này là lá mài dao nè. Còn bên đây là mài bóng nè. Đó, có hai cái anh em ha. Rất là ok. Công tắc on off thì nằm ở đây. Đó, nói chung tình trạng thì rất là tuyệt vời anh em ha. Công suất là 50W nha anh em. Điện 100V. Đó, đây nè. Đây, công suất là 50W nè anh em. Ha, công suất 50W điện 100V anh em nha. Đó, anh em cắm điện của Nhật vô là mình xài thôi. Và nó có cái chức năng cho mình á, là cái chức năng là cái mài mỹ nghệ. Đó, mài mỹ nghệ thì chắc cái nút bên hông nè anh em. Đúng rồi, anh em dặn cái này ra là ok rồi. Đó, anh em chỉ cần dặn cái nút này ra anh em ha, cái nút này nè. Đó, rồi anh em gắn cái chui của cái dây mài mỹ nghệ vô. Đó, anh em gắn cái chui của cái dây này vô là anh em xài cái chức năng là mài mỹ nghệ nha. Rồi thì cái máy này nó mài dao kéo rồi nó rất là tiện lợi anh em ha. Dao kéo rồi rất là tiện lợi bởi vì nó nhỏ gọn ha, thích hợp cho sử dụng gia đình nha. On off là nằm đây. Rồi cái máy này thì bên em đang bán với giá là 700k nha. Đó, cái máy này là máy mài dao kéo mini. Nó có kèm tính năng là mài mỹ nghệ luôn. Rồi 700k anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Tình trạng là cũng là full hợp cho anh em mình luôn nha. Rồi, nay ở đây em về được cho anh chị em mình là một cái lô là bình ắc quy anh em ha. Đó, một cái lô bình ắc quy hàng nội địa Nhật nha anh em. Và cái này là nó sản xuất tại Nhật luôn nha. Rất là xịn sò ha.
12V 7A thì những cái mẫu bình ắc quy này thì anh em có thể chế cháo hang để chạy trong xe, để chế cháo trong xe gắn máy nè, hoặc là anh em có thể là mình chế mấy cái loa kẹo kéo rồi anh em ha, nó là karaoke rồi đó, để cho nó tăng dung lượng loa gì đó, thì anh em nào mình rành thì mình mua nha. Đó rồi, cái này tình trạng của nó là 99% anh em ha. Đó, khá là đẹp luôn ha. Rồi cái này em đo kích thước cho anh em nha, để cho anh em mình tính cho nó dễ ha. Rồi chiều dài của nó là 15 cm anh em nha, chiều dài là 15 cm. Rồi chiều cao của nó là 9.3 cm. Đó, chiều cao là 9.3 anh em ha. Rồi còn chiều sâu, chiều sâu của nó là 6.5. Rồi 15 nhân 9.3 nhân 6.5 nha anh em. Đó, rất là nặng nha, cực kỳ xịn sò, 12V 7A. Đó, anh em có thể chế cháo trên xe ha, xe máy của mình ha, hoặc là có thể là chế loa kẹo kéo, hoặc là những cái đèn sạc, hay là những cái gì đó mà anh em mình, đó, mình sáng tạo tới đâu thì mình làm tới đó. Rồi hàng nội địa Nhật tình trạng là 99%. Đó, gần như mới luôn nha anh em. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 320.000 nha anh em. Đó, 320.000 ha. Nó hiện tại thì đâu đó có khoảng mười mấy cục thôi. Đó, mười mấy cái bình thôi. Anh em nào mình thích thì mình vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ kìm bấm chết anh em nha. Bộ kìm bấm chết 4 cây, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha. Đó, USA cho anh em mình, thì nó gồm là những cái size từ nhỏ tới lớn để phù hợp cho anh em có thể làm thợ hoặc là sử dụng gia đình ha, nó cũng đầy đủ các chức năng cho mình luôn. Thì nó gồm là 4 cây, trong đây nó có một cái cây mỏ nhọn nữa nè, thì nói chung là nó phù hợp với cái đầy đủ các nhu cầu của anh em luôn. Rồi thì cái cây này nhỏ nhất anh em nha, em sẽ đo kích thước từng cây cho anh em mình luôn nha. Rồi trước tiên cái cây nhỏ nhất thì kích thước chiều dài của nó là 13.5 anh em nha. Đó, 13.5. Cái cây kế tiếp là 17. Rồi cái cây thứ ba là 18. Rồi cái cây lớn nhất là 22 anh em ha. Đó, cái cây lớn nhất là 22. Rồi một cái bộ 4 cây như vậy, một cái bộ 4 cây như vậy, đầy đủ các chức năng cho anh em luôn nha. Giá của nó chỉ có là 380k thôi. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Tình trạng chưa qua sử dụng luôn ha. Anh em nào mình quan tâm tới cái bộ kìm bấm chết 4 cây này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là bình giữ nhiệt, rất là đẹp, rất là cao cấp như vậy luôn nha anh em. Rồi thì anh em mình nhìn vô thấy cái thiết kế của nó nhìn giống như một cái chai nước anh em ha. Đó, nó khá là cao nha. Rồi thì cái này á là nó giữ nhiệt nóng được 12 giờ và giữ lạnh được là 15 giờ, và dung tích của cái bình này là 1.1 lít. Đó, khá là đẹp anh em ha. Rồi, người ta làm thiết kế nè. Đó, cái chân nó nhỏ, cái đầu nó cũng nhỏ cho nên nó giữ nhiệt rất là cao. Rồi thì cái này em cũng mở thử bên trong ra cho anh em mình coi thử luôn. Rồi thì cái này chỉ việc mình dặn cái nắp này ra thôi. Ở đây nó có cái phần giữ lại ha, thì mình sẽ không có bị lạc cái nắp ha. Rồi ở trong đây thì anh em thấy ha, nó inox ha, làm bằng inox 316 luôn, rất là an toàn cho sức khỏe nha. Rồi rất là cao cấp luôn, thiết kế cực kỳ đẹp ha. Rồi cái này em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Kích thước thì chiều cao của nó là 31 cm anh em ha. Chiều cao 31 cm, còn về cái phần chân của nó thì rộng khoảng 9 cm anh em nha. Đó, phần chân thì rộng khoảng 9 cm, chiều cao thì 31, chân thì rộng 9 cm. Rồi thiết kế cái nắp của nó có cái ron này nè, nó cái nắp có cái ron này cho nên nó giữ nhiệt cũng khá là lâu anh em ha. Mười mấy tiếng là đủ cho mình là ăn uống hoặc đi đâu đó, đi du lịch cũng khá là ok. Anh em có thể là mình bỏ trong tủ lạnh cũng được, cái này thì nó nhỏ này, mình có thể để bên hông cái ngăn tủ lạnh cũng được, hoặc để trên xe ô tô cũng rất là ok nha. Rồi và đi kèm nó thì trong cái lô đợt này về nó có luôn cho mình là một cái túi anh em ha, cái túi như vậy nè. Đó, để khi mà anh em mình có thể mang đi tập thể dục, hay là đi tập thể dục đạp xe, hay là tập thể dục gì đó anh em, hay chơi thể thao gì đó, mình có thể mang đi như vậy được luôn nha. Rồi ok anh em, thì cái bình này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em.
Đó, cái bình này thì bên em đang bán với giá là 400k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, dung tích 1 lít mốt ha, inox 316, rất an toàn cho sức khỏe nha. Rồi, giá 400k, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, thì ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái cây ép chanh ha. Đây là cây ép chanh hàng bãi Nhật luôn. Rồi, cái này là của cái gì đây? Của Sico vậy nè. Rồi, cái này là cây ép chanh nha anh em. Nó thay vì bình thường dắt chanh mình dắt bằng tay thì cái này sử dụng cái cây ép này thì cho nó nhanh việc hơn mà đỡ đau tay nha. Đó, anh em nào mà mình bán gỏi đó, mình hay dắt chanh nhiều thì mua cây này nha. Rồi, cây này thì cây dắt chanh này thì giá rất là tốt luôn anh em ơi. Giá nó chỉ có là 50k một cây thôi. Đó, 50k một cây thôi, anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu ghế ha, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ cho anh em mình luôn nha. Rồi, cái mẫu này thì em nói nó đẹp gì đâu, đẹp không tả được luôn nha anh em. Rồi, thì cái này á, là cái da của nó, anh em thấy không? Da nâu nè. Đó, cái da nâu rất là đẹp luôn anh em. Đó, còn về cái phần mà hàng mà xuất khẩu qua thị trường của Mỹ và châu Âu á, thì cái đường chỉ của nó là em quay cho anh em coi thôi, chứ mình khỏi cần phải coi ha. Mình khỏi cần phải mà đắn đo luôn á. Bởi vì chất lượng của Mỹ, châu Âu người ta đã kiểm định rồi thì mình không cần kiểm định nữa. Rồi, nó rất là đẹp, em quay sơ cho anh em xem nha. Cái ghế này là cái mẫu ghế cao nha anh em. Đó, anh em mà 150kg, 170kg, 180kg ngồi thoải mái luôn á. Mẫu này cũng rất là to. Rồi, em sẽ đo sơ cái chiều rộng của nó nha anh em. Chiều rộng là chỗ ngồi nha. Nó hai cái tay, giữa hai cái tay này là 55 nha anh em. Rồi, còn chiều cao từ ở dưới cái này lên trên đây là 70. Đó, chiều cao từ cái tựa lưng á là 70 nha. Còn chiều rộng nè, chiều rộng giữa hai cái tay là 55, 70. Còn chiều cao ở dưới đây lên thì em đo đại khái thôi, bởi vì cái này có thể tăng giảm được thêm nữa. Thì cái này là khoảng là 50, 58. Thì cái ghế văn phòng nào cũng vậy, anh em sẽ thấy nó có nhiều cái rất là hay ở chỗ. Như là cái này là bánh xe, anh em biết rồi ha. Bánh xe thì xây được 360 độ nha. Rồi, còn đây nó có cái tăng giảm chiều cao nè. Đó, tăng giảm chiều cao. Rồi, còn bên đây ha, làm thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, nói chung là cái mẫu ghế này là một trong những cái mẫu ghế rất là đẹp, em thấy em cực kỳ thích luôn á. Đó, em ngồi thử cho anh em xem luôn nha. Đó, thì đại khái em ngồi thử cho anh em xem. Đó, em là, anh em biết rồi ha, em là 80, em là 79kg, gần 80kg, em cao 1m76 nha. Đó, mà em ngồi ghế này rộng rên luôn, mà cực kỳ thoải mái nha anh em. Đó. Rồi, thì cái mẫu ghế này ha, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ, rất là đẹp luôn. Rồi, không thể chê được vào đâu luôn anh em. Đó, da rất là đẹp. Rồi, cái mẫu ghế này thì bên em đang bán với giá là 2.4 triệu nha. Đó, 2.4 triệu. Rồi, anh em nào quan tâm mẫu ghế này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại và số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Hai em lên cho anh chị em một cái sản phẩm rất là hot dành cho những anh chị em nào mà mình mê tập thể dục thể thao nha. Thì đây là một cái máy chạy bộ ha, đây là máy tập thể dục chạy bộ tại nhà. Đó, thì bây giờ cái máy này là em sẽ quay sơ qua cái chi tiết của cái máy này cho anh chị em mình coi nha. Thì trước tiên là nó có một cái công dụng là chạy bộ là mình thấy rồi ha. Đó, này là nó sử dụng cái nguồn điện là điện 220V, mình cắm vô rồi mình chọn cái chế độ là nó sẽ chạy thôi. Rồi, thì bây giờ em sẽ cắm điện vào và em test thử cho anh em mình luôn ha. Nó ở đây nó có một cái nguồn nè. Khi cắm điện xong thì ở đây nó có cái công tắc on off, thì em bật ở dưới đây. Đó, em bật ở dưới đó xong ha. Rồi, trên đây nó có một cái nữa là cái chìa khóa nha anh em. Đó, gắn vô đây. Đó, rồi thì nó đã hiển thị chế độ rồi. Thì khi mà mình sử dụng á, nó mình chỉ cần cắm điện vô, gắn chìa khóa vô đây rồi bấm nút start. Khi mình bấm nút thì nó sẽ trừ thời gian từ 3 giây trở xuống là nó sẽ chạy cho mình. Đó, đây nó sẽ chạy từ từ cho mình ha. Anh em thấy nó chạy từ từ nè. Thì nó chạy từ từ là cái nấc 1 mình có thể chỉnh nấc 3, nấc 6, nấc 9, nấc 12, hoặc thậm chí mình có thể cộng theo cái chế độ thí dụ như là 9 rồi 9.1, 9.2, 9.3 gì đó. Đó, tăng dần cũng được hoặc là giảm dần cũng được. Đó, thì đây em chọn chế độ số 3. Thì nó sẽ nhanh hơn, anh em thấy bắt đầu nó nhanh hơn nè. Đó. Rồi, còn khi mà mình đang chạy mà mình muốn nghỉ thì mình bấm nút stop, thì từ từ nó sẽ giảm cái chế độ lại.
Và ở trên đây nó cũng rất là hay ở chỗ là cái bảng đồng hồ hiển thị như vậy, nó thể hiển thị được cho mình cái thời gian mình chạy và cái số calo mình tiêu thụ được luôn nha anh em. Ví dụ anh em chạy là 3 phút, 5 phút gì đó, cái số calo tiêu thụ được bao nhiêu để mình biết, để mình cân đối cái tình trạng sức khỏe của mình. Ví dụ anh em nào mà mình mập quá đó thì mình cần chạy mỗi ngày mình ra một cái tiêu chuẩn là mình cần đốt bao nhiêu calo, mình cần chạy bao nhiêu phút đó, thì anh em sẽ coi trong đây thì nó sẽ được ok nha. Rồi thì bây giờ em sẽ leo lên chạy thử cho anh em mình coi luôn. Đó thì trước tiên á. Rồi trước tiên thì em chọn, rồi bấm start. Đó, nó sẽ trừ ngược thời gian là bắt đầu nó chạy nha. Đó. Nó chạy nó giảm, nó cái nấc 1 thì nó chạy rất là chậm, nó y như đi bộ vậy đó, thì mình chọn cái nấc số 3. Đó, mình chọn nấc số 3 cho nó nhanh hơn xíu. Đó, anh em thấy không? Đây, nấc số 3. Rất là ok luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo là qua cái nấc số 6 nè. Đó, qua nấc số 6. Tốc độ nó sẽ nhanh hơn nữa nha. Đó. Đó, nấc số 6 là bắt đầu mình chạy rồi. Còn nếu như mình muốn nhanh nữa, mình muốn đốt nhiều calo hơn nữa thì mình lên nấc số 9. Rồi, lên nấc số 9 luôn. Đó, anh em thấy không? Rất là ok luôn nha. Rồi, cái bạn này đang chạy thì bạn này hiện tại là khoảng là 80kg nha anh em. Đó, bạn này hiện tại khoảng 80kg, chạy rất thoải mái luôn nha. Rồi thì ở đây á, là anh em nếu như mình muốn tăng cái nấc 12 thì bấm trực tiếp lên đây. Còn nếu như mình muốn là 9.1, 9.2 thì chỉ việc mình cộng đây thôi, mình bấm số cộng nè. Đó, nó sẽ lên nè. Đó, hoặc là dấu trừ sẽ giảm xuống nè. Nó theo cái tiêu chuẩn mình muốn nha. Đó, cái tốc độ mình cần. Còn ở đây thì nó sẽ hiển thị cái số thời gian nãy giờ mình chạy 1 phút ha, đốt được là 8.8 calo nè. Đó, số calo mình tiêu thụ nè. Đó, rất là hay luôn nha anh em. Đó, chạy cái này là nó tốt cho sức khỏe mà nó lại an toàn nữa, không bụi bẩn nữa. Nếu như mình chạy ngoài đường thì cần phải có đường vắng mình mới chạy được. Còn ở này thì mình có thể chạy và tập thể dục tại nhà nha anh em. Rồi, còn khi mình mệt quá mình muốn nghỉ thì ở đây bấm stop nha anh em. Đó, bấm stop thì bắt đầu nó sẽ dừng lại từ từ cho anh em mình. Đó, nó dừng nè, nó hạ tốc độ từ từ nè. Đó, rất là tiện lợi nha anh em. Cực kỳ tiện lợi luôn. Đó, bạn này mới test máy thì bạn nặng khoảng là 75 tới 80kg nha anh em. Rồi, tiếp theo tới phần ở đây nữa. Ở bên đây, ở mặt trước nó có cho mình một cái đánh tan mỡ bụng luôn. Đó, đánh tan mỡ bụng này cũng rất là lợi hại nha anh em. Khi anh em tập thể dục mà kết hợp với đánh tan mỡ bụng này thì cái lượng mỡ thừa ngay phần bụng mình á, nó sẽ đánh tan rất là nhanh. Nó tức là nó sẽ giảm rất là nhanh. Rồi em kéo điện vô đây em test thử cho anh em luôn. Đó, thì ở đây nó có cho mình cái cọng dây nè. Rồi, để em mở dây này ra, rút cái chui của cái máy ra. À, chui này nè. Đó, rồi, thì em mở ra đây cho anh em mình xem luôn. Rồi, em cầm vô. Còn đây, cái phần này thì em đeo vô trong em đeo nha. Đó, đây, cái này em đeo vô trong cái hông của mình nè. Đeo trong hông, trong lưng, trong bụng gì đó. Hoặc thậm chí bắp tay, bắp đùi, cái chỗ nào mình muốn nó đánh tan thì mình chỉ việc mình vòng nó qua. Đó, mình vòng nó qua rồi mình gắn vô thôi, khóa lại. Rồi, chỉ việc vậy rồi ghim điện vô rồi mình bấm công tắc on off đây là được. Rồi, đó anh em thấy không? Đây nè, nó rung với một cái tốc độ rất là cao. Nó rung với tốc độ rất là cao để nó đánh tan cái vùng mỡ xung quanh bụng mình. Để khi mình tập thể dục á, thì nó xuống rất là nhanh nha anh em. Đó, mình có thể xây qua cái chỗ nào mình muốn đánh tan mỡ ha. Thường là mình cứ mỗi chỗ vài phút. Thí dụ mình đứng dựa lưng như vậy khoảng 3 phút. Nó hông, lưng, mông, đùi gì đó. Nó mình muốn đánh tan chỗ nào thì mình cứ việc mình vòng cái dây ở chỗ đó thôi. Nó rất là tiện lợi luôn anh em. Đó, vai cũng được luôn nha. Đó, rất là ok, rất là tuyệt vời cho một cái máy mà có đầy đủ chức năng như vậy. Đó, đó, đánh tan cái vùng mỡ ở khắp người mình luôn á. Nó chạy với cái công suất rất là cao nha anh em. Nhìn như vậy chứ công suất rất là cao. Rồi, thì cái này á, đó, rất là nhiều cái chức năng cần thiết cho một cái máy đánh tan mỡ bụng như vậy luôn nha anh em. Rồi, còn mình tắt thì mình chỉ việc bấm nút ở đây thôi. Mình tắt. Và đi kèm nó có cho mình thêm là một cái viên tạ tay ha. Viên tạ tay này thì nhẹ thôi, dành cho mấy chị nữ đồ tập ha. Còn mấy anh nam thì chắc phải cần tạ tướng lớn hơn. Rồi, thì đại khái nó cũng đầy đủ chức năng như vậy luôn. Bây giờ em đo sơ cái kích thước của cái máy tập thể dục này để anh chị mình hình dung cũng như anh chị mình biết được là nó có phù hợp với nhu cầu cũng như là cái không gian ở gia đình mình hay không. Rồi, thì bây giờ em sẽ đo cái chiều dài trước của cái máy này nha. Rồi, cái tổng chiều dài nè, tổng chiều dài là nó cũng rất là gọn nha anh em.
Cái máy này chiều dài chỉ có là 1m25. Thật ra tới đây là chỉ có 1m22 thôi, nhưng mà tính tới đây đi 1m25 nha. Rồi chiều cao. Đó, chiều dài chỉ... Rồi chiều cao. Chiều cao nó cũng vậy luôn, cũng khoảng 1m2 luôn. Rồi và cái chiều rộng của cái bàn này, nó cái chiều rộng của cái này 1m2 nhân 1m2 nha. Rồi còn cái chiều rộng của cái bàn này là nó chỉ có 57 thôi. Cho nên á là nó rất là phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình nha. Bởi vì mình có thể mình bỏ ở những cái không gian nó cũng tương đối là chật, cũng rất là ok luôn. Đó, mà một cái máy tập thể dục mà nó có rất là nhiều cái tính năng nhỏ gọn nhẹ tiện lợi như vậy thì cực kỳ tốt luôn nha anh em. Đó, mình tập thể dục thì rất là tốt cho sức khỏe của mình rồi, ai cũng biết rồi. Những cô chú bác lớn tuổi mà đi bộ thường xuyên, nó tập những cái máy này rất là ok nha. Rồi thì máy tập thể dục này bên em đang bán với giá là 7,5 triệu nha anh em. Đó, 7,5 triệu tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi, giá 7,5 triệu chưa qua sử dụng. Anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy chạy bộ như vậy thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu bàn ủi tích nhiệt không dây, rất là siêu VIP luôn anh em ha. Cái này là của thương hiệu là Hitachi. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, Hitachi, tình trạng thì còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, quá là đẹp luôn anh em ơi. Và cái này là nó tích nhiệt để dạng để đứng, anh em thấy ha. Nó nhìn rất là cao cấp nha. Rồi thì cái nguyên tắc hoạt động thì anh em chỉ việc mình rút cái dây điện này ra nè. Đó, mình ghim vô trong là điện của Nhật là điện 100V anh em nhé. Cái này xài điện 100V nha. Rồi và bắt đầu là mình bấm cái chế độ nóng. Đó, chọn cái chế độ nóng ở đây nè. Đó, dưới đây nó có cái nút chọn chế độ nóng này, anh em chọn trong vòng khoảng 20-30 giây là nó nóng, là mình bắt đầu mình lấy ra ngoài mình đi ủi đồ được rồi. Một lần tích nhiệt như vậy là anh em có thể ủi được khoảng là 2 bộ đồ anh em nhé. Rồi cái này tình trạng ngoại hình còn rất là đẹp luôn nè. Đó, và ở đây nó có là cái ngăn này là ngăn bỏ nước nè anh em. Mình bỏ nước vô trong đây là mình xài được cái chế độ hơi nước luôn nha anh em. Đó, vừa xài vừa bấm này nè thì nó sẽ ra cái chế độ hơi nước luôn. Rồi cái này là nó rất là VIP và nó là cũng rất là cổ rồi. Thì cái này nó rất là xứng đáng để anh em sưu tầm nha. Rất là đẹp nha. Rồi ok, và cái này á, đi kèm nó là nó có luôn cho mình là một cái này nữa. Nó có luôn cho mình là một cái này nữa. Cái hộp đầy đựng ha anh em. Cái hộp này thì nó cũng rất là cổ rồi nha. Nhưng mà nó bảo vệ được cái bàn ủi này. Đó, thì trọn bộ như vậy luôn là giá 1,2 triệu anh em nha. Đó, hàng nội địa Nhật, tình trạng còn rất là đẹp của Hitachi nha anh em. 1,2 triệu, cái này là đã không còn sản xuất rất lâu rồi nha anh em. Đó, ok, 1,2 triệu anh em nào quan tâm tới cái mẫu bàn ủi này thì inbox giúp em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái ấm đun. Đó, đây là ấm đun nước nha anh em. Cái này thì nó rất là hay ở chỗ là nó có thể đun được bằng các loại bếp luôn, như là bếp từ, bếp ga và bếp hồng ngoại thì đều đun được hết luôn nha anh em. Và cái ấm này nó có cái dung tích là 3 lít anh em ha. Dung tích là 3 lít. Rồi, cái này á thì nó là sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Đó, cái ấm của Đức và sản xuất tại Đức luôn. Rồi, ở đây thì nó có cái nắp này anh em, chỉ việc mình mở cái nắp này ra rồi mình bỏ nước vô đây thôi, xong rồi mình đẩy lại rồi mình đun. Thì ở đây nó có cái nút này anh em. Cái nút này á, thì khi anh em bóp vô thì nó sẽ mở cái nắp này ra để anh em có thể mình rót nước ra ngoài nha. Đó, nó làm rất là tiện lợi anh em ha. Bình thường á, thì nó đậy lại để cho nó ngăn bụi bẩn và côn trùng anh em nha. Đó, còn khi mà mình rót thì mình bấm cái nút này thì nó sẽ mở ra. Đó, rất là tiện lợi anh em nha. Rồi, đun được các loại bếp, bếp từ, bếp ga và bếp hồng ngoại luôn ha. Dung tích là 3 lít. Rồi, cái ấm này thì bên em đang bán với giá là 420k nha anh em. 420k, thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là mấy cái mẫu máy lọc không khí của Dyson anh em ha. Đó, nói tới Dyson là anh em mình biết rồi ha. Đó, một trong những thương hiệu rất là cao cấp, rất là đẳng cấp từ châu Âu ha. Cái này là của thương hiệu là Dyson. Dyson này là thương hiệu của Anh Quốc nha anh em. Đó, mà cái lô này thì là hàng nội địa Nhật, em nhập ở bên Nhật về. Nó cái đợt này về thì nó may mắn cái tình trạng của nó là mới, chưa qua sử dụng full thùng luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử sơ ra cho anh em mình coi ha. Đó. Rồi, trước tiên thì anh em mình thấy ha, cái cục adapter rất là to ha. Đó, adapter chính hãng của Dyson nha.
rất là to nha. Rồi tiếp theo của nó là cái remote nè. Đó, có đầy đủ adapter và remote cho anh em mình luôn nha. Rồi còn đây là cái mẫu máy lọc không khí ha, nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi ok, rất là cao cấp. Những anh em mà mình hay đi trung tâm thương mại như mình vô là Vincom nè, Landmark nè, đó, hay là mình đi những cái trung tâm thương mại lớn thì nó có cái store của Dyson, thì anh em có thể vô để chiêm ngưỡng thử ha. Nó những cái đồ của Dyson là giá từ 8, 9, 10 triệu, mười mấy 20 triệu không à, không có rẻ nha anh em. Đó, rồi thì cái này bây giờ em cũng ghim thử điện em test cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này về á, là qua adapter này cho nên là nó sử dụng điện là điện AutoVolt nha anh em. AutoVolt tức là từ 100 cho tới là 220 luôn ha. Đó, cái này á, là hàng nội địa Nhật thì điện của Nhật là 100V là nó xài được rồi, nhưng mà nó xài luôn được điện cả điện 220 của mình luôn. Rồi ok anh em ha. Đó, wow, nó chạy cái hơi mát cũng khá là mát anh em nha. Ở đây á, cái lọc không khí này á, là nó vừa là có chức năng quạt luôn anh em, nó vừa lọc không khí mà nó vừa quạt luôn ha. Nó ở đây nè, cho nên là em cảm giác nó rất là mát nè. Đó, không có cái gì để em thử được à, để em lấy thử một miếng giấy để em thử cái lực gió cho anh em mình xem ha. Đó, thì ở đây cái điều khiển này mình cũng có điều khiển được là tắt mở nè, quay qua quay lại nè, nó hoặc là cái cấp độ tăng giảm nè, nó em giảm 9 nè, 8 nè, 7 nè, 6 nè, còn em tăng lên nè, 7, 8, 9, 10 nè, đó. Rồi, đây nè, em thử cái lực gió cho anh em coi nè, anh em thấy không? Đó, rất ngon lành anh em ha. Cái này thì nó là hai chức năng vừa quạt và vừa lọc không khí nha anh em. Đó, vừa quạt và vừa lọc không khí ha. Cái thứ nhất là nó rất là đẹp, và cái thứ hai là nó cái công dụng của nó rất là tuyệt vời, quạt mát và lọc không khí ha. Đó, anh em coi cái lực gió của nó nha, quá là ok. Rồi thì cái này á, là đi kèm của nó là có cái remote luôn cho mình ha. Đó, rồi em bấm tắt đi, em bấm tắt trước cho anh em mình ha. Rồi khi bấm tắt xong rồi, bây giờ em sẽ đo cái kích thước này để anh em mình hình dung nha. Rồi tổng cái chiều cao từ ở dưới đất lên tới cái đỉnh của nó là khoảng là 41cm anh em ha. Khoảng là 41cm nha. Rồi tiếp theo là em sẽ đo cái dòng này, cái dòng trên của nó ở trong đây nó bấu là hơi nhỏ anh em ha, là 21 nè. Nhưng mà nếu như ra tới đây chắc khoảng là hết cái vòng tròn lớn của nó chắc khoảng là 24 anh em nha. Rồi còn cái này thì ở đây nó có hiển thị nè, nó có hiển thị khi em tắt mở là nó hiển thị lên đây nè. Đó, cấp độ ở trên đây nha anh em, xây phải xây trái nè. Đó, rồi ok, rất là xịn sò, rất là đẳng cấp luôn nha anh em. Rồi cái này thì cái chức năng của nó là quạt gió và lọc không khí anh em ha. Nó có một cái màn lọc ở đây nè, trong cái quá trình mà mình sử dụng lâu lâu á thì nó bị dơ cái màn lọc thì mình mở ra mình vệ sinh cái màn lọc lại thôi nha. Rồi rất hay, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái lọc không khí và cái quạt và lọc không khí của Dyson này thì bên em đang bán với giá đó là 3,2 triệu. 3,2 triệu cái đợt này về, em về là có vẻ được là 3 màu nha anh em. Đó, 2 hoặc 3 màu gì đó, cái này là một màu nè, cái này là một màu nè, nó có màu trắng nữa nè anh em ha. Cái màu em quay là màu đen cam, còn nó có một cái màu trắng nữa nè. Rồi thì nó như nhau, đồng giá với nhau, anh em thích cái màu nào thì inbox cho em nha. Rồi giá là 3,2 triệu. Sử dụng điện là điện auto luôn anh em, từ 100 cho tới 220 luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì em mới về được cho anh chị em mình một ít cái bình đựng đá anh em nha. Đó, đây là cái xô đựng đá, nó dành cho những anh em mà mình mê nhậu nè. Đó, mình mê úp rượu nè, úp bia nè, hoặc là nước ngọt, nước trái cây gì đó anh em nha. Thì đây là của thương hiệu là Wieselin, cái này là của Đức nha anh em. Đó, nó bằng inox 304, ở trên nó có cái quai sắt rất là đẹp anh em nha. Đó, rồi thì cái này á là nó là cái dung tích của nó là được là 3 lít anh em ha. Nó 3 lít rồi, em mở bên trong ra cho anh em coi thử luôn. Đó, ở đây mở bên trong anh em thấy ha, người ta thiết kế nè là làm một cái lớp rất là dày như vậy là để cho nó giữ nhiệt á anh em ha, kiểu như là nó giữ nhiệt anh em bỏ đá bỏ đồ vô á. Đó, còn về cái phần nắp anh em thấy không, cái nắp này nó cũng có cái ron nè, nó có cái ron khi đậy lại nó rất là kín hơi anh em nha. Đó, rồi inox 304 thì rất là an toàn cho sức khỏe luôn mà cực kỳ xịn sò anh em nha.
có một cái nắp như vậy luôn. Đó, dung tích là 3 lít nha anh em. Nó kích thước của nó là 18 x 18 nha anh em. Đó. Ngang 18, cao cũng 18 luôn. Rồi 3 lít nha. Rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 550k nha anh em. Đó, xô đựng đá của Đức nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là hay, rất là đẹp luôn nha. Lên cho anh chị em là hai cái mẫu kệ ha. Đây là kệ 5 tầng nha anh em. Đó, hai cái mẫu kệ xếp gọn được rất là tiện lợi cho anh em luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ quay sơ chi tiết từng mẫu cho anh chị em mình coi nha. Thì trước tiên á, thì bên đây em có cái mẫu kệ 5 tầng nha. Cái kệ này thì mình cũng lắp ráp lại ha. Mình gỡ ra hết rồi mình lắp ráp lại bằng những cái con ốc như vậy thôi. Rất là tiện lợi mà cực kỳ chắc chắn luôn anh em. Đó, cực kỳ chắc chắn, rất là tiện lợi luôn. Thì cái mẫu kệ này á, thì em sẽ đo sơ qua cái chiều dài. Chiều dài cũng như chiều cao và chiều rộng ha. Chiều dài của cái mẫu kệ này là 76cm là tới đây nha anh em. Còn hết của nó là tới 80 nha. Rồi, tiếp theo là chiều cao. Rồi, chiều cao thì từ ở dưới đất lên tới trên nóc này là 1m8 nha anh em. Rồi, bắt đầu là chiều rộng cũng như chiều sâu ha. Rồi, cái này là 36 nha anh em. Đó, chiều sâu là 36. Rồi, cái mẫu kệ này là nó gồm 5 tầng anh em ha. Đó, thiết kế màu đen rất là đẹp luôn. 5 tầng, chính hãng của CSBS nha. Đó, chính hãng của CSBS, rất là xịn sò ha. Hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ nha. Thì ở đây á, là cái kích thước thì khi em lắp ráp vô thì em lắp ráp theo cái này đại khái thôi. Còn anh em về tùy vào cái lượng đồ anh em mà anh em có thể tăng giảm ha. Mình có thể là mình để theo cái khe lỗ nào cũng được nha. Đó, tăng giảm theo chiều cao cần thiết của anh em nha. Rồi, cái mẫu kệ nhỏ này thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 nha anh em. Đó, 1.400.000 khi ship cho anh em là nó sẽ full thùng. Về anh em tự lắp ráp ốc vô anh em gắn vô nha. 1.400.000. Tiếp theo tới cái mẫu bên đây là 107cm nha anh em. Cái bên đây á, là 76cm, còn bên đây là 107 nha. Nó sẽ to hơn nè, anh em thấy không? Rồi thì em cũng đo sơ qua cái kích thước cho anh em mình nắm luôn nha. Trước tiên là em nói 107 thì chắc chắn nó là 107 rồi nha. Đó, nó là 107 rồi, nhưng mà tới cái phần viền ngoài của nó là được 1m1 luôn nè. Rồi, chiều cao của nó cũng bằng con bên đây luôn, là khoảng 1m8 nha anh em. Đó, chiều cao là 1m8 nha. Rồi, nhưng mà cái con này chiều sâu của nó thì nó sẽ to hơn con bên đây nè anh em thấy không? Chiều sâu nó to hơn. Thì nó là 46 nha, so với con kia là 36. Rồi, thì nó là to hơn nha anh em. Thì thiết kế nó cũng sẽ dày dặn hơn. Đó, nó sẽ bự hơn. Anh em sẽ đựng được nhiều đồ hơn. Thì cũng tùy cái nhu cầu và cái mục đích sử dụng của mình mà mình lựa chọn cho nó phù hợp nha anh em. Rồi thì cái này á, em quay xa ra để anh em hình dung được hai con này nó khác nhau về cái kích thước một xíu nha. Chiều cao thì như nhau. Còn về những cái ngăn này, những cái ngăn này thì anh em thí dụ như là mình có thể điều chỉnh theo cái lỗ ốc ở trên đây. Đó, mình muốn lên, muốn xuống, muốn tăng, giảm gì đó thì tùy anh em nha. Rồi, con bên đây thì giá của nó là 1.950.000 nha anh em. Con bên đây em báo lại, con bên đây là 76cm nè, giá của nó 1.400.000. Còn con bên đây á, là 107cm hen, giá của nó là 1.950.000 nha anh em. Hai con này tình trạng đều là mới full thùng và gửi đến anh em là full thùng. Anh em phải tự đập lắp ráp vào theo cái ý muốn của anh em nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu kệ ha. Đây là cái mẫu kệ 5 tầng của CSBS thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, em cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Anh em nào mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh. Còn những anh em mà mình quan tâm tới cái mẫu này thì cứ vui lòng điện thoại qua số điện thoại trên màn hình nha. Dạ rồi, nay bữa giờ hết hàng, nay em mới về lại một cái rìu cán gỗ cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là rìu cán gỗ là khoảng là 600g. Đó, cái rìu này là nó nặng khoảng 600g nha nè. Cái này là của thương hiệu Woodtool nha. Đó, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha. Made in USA luôn. Cái rìu này á, thì nó là tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Rất là xịn, rất là đẹp. Cầm anh em cầm trên tay rất là chắc chắn, rất là vừa vặn luôn nha. Một đầu là búa, còn một đầu là anh em có thể chặt chẽ các thể loại gì đó luôn nha. Đây, em cầm về cho anh em xem cho dễ nè. Đó, rồi cái rìu này á, thì anh em có thể sử dụng gia đình ha. Nó hoặc đi cắm trại, camping, dã ngoại gì đó thì mình xài cái này rất là ok luôn. Rồi, cái rìu này bên em đang bán với giá là 270k nha anh em.
270k một cái rìu như vậy. Ở đây em lên cho anh em là một cái kéo cắt cành anh em ha, của Kyocera Nhật Bản ha, tình trạng là full hợp cho anh em mình luôn nè. Đó, cái này là pin 3.6V, anh em mình xài hết pin rồi, mình chỉ việc mình cắm sạc mà xài thôi. Thường một lần mà anh em mà mình cắt liên tục luôn á, mỗi lần anh em sạc là anh em cắt được cả ngày nha anh em. Đó, và cái này á là anh em cắt được tối đa là khoảng là 12 ly. Đó, cắt được tối đa là 12 ly anh em ha. Đây nó có cái khóa an toàn này, anh em bóp cái cò sẽ không được, anh em phải bóp cái này, rồi anh em bóp cái này nữa nó mới hoạt động nha. Đó, khá là ok ha. Đó, thay vì anh em mà chơi cây cảnh ha, mình bấm tỉa cành nhiều á, mình sử dụng kéo bình thường mình bấm sẽ rất là đau tay. Còn anh em sử dụng cái này thì nó sẽ trợ lực cho anh em rất nhiều ha. Đó, anh em bóp rất là nhẹ luôn á. Rồi, đây nè, em cắt thử cho anh em xem nha. Đó, đó, ngọt ngào nha anh em. Đó, rất là ok. Rồi thì cái này á là anh em có thể cắt được gỗ ha, nó mình cắt cây chứ, mình cắt được cành cây, cắt nhựa rồi ha. Thì trong đây nó ghi là vậy nè, anh em thấy không, nó cắt cành cây nè ha, rồi mấy cái đồ nhựa lặt vặt nó cũng cắt được anh em ha. Đó, thì ở bên Nhật cái này là người ta xài rất là nhiều anh em nha. Bên Nhật người ta chơi cây cảnh nhiều á. Mà cái này thì đang là thanh lý anh em ha. Đó, đang là thanh lý, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng anh em ha. Cái con này thì em trưng bày em test thôi, chứ gửi cho anh em là gửi con mới. Với lại cái này nó hay ở chỗ là anh em thấy không, cái lưỡi cắt như vậy anh em cắt được rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà nếu như mình xài một thời gian dài nó bị mòn á, thì anh em chỉ cần vỡ cái này ra. Đó, mình mở này ra, mình rút cái chốt này ra là mình lấy được cái lưỡi ra. Đó, rồi mình có thể mang đi mài lại anh em ha. Nó khá là tiện lợi ha, chỉ việc là nó mình gắn vô một cái, một nốt nhạc thôi. Đó là đã ok rồi. Đó, thấy không? Đó, mở ra gắn vô rất là dễ ha. Ở đây nó cũng có cái đèn trợ sáng cho mình luôn nè. Rồi, ok anh em ha. Và cái quan trọng nữa là cái điện sạc của nó là điện AutoVolt luôn. Từ 100 cho tới là 220 anh em đều sạc được hết luôn nha. Rồi, cái này thì bên em đang thanh lý cho anh em với giá chỉ có 1.2 triệu thôi nha anh em. Đó, giá là 1.2 triệu thôi. Đó, cực kỳ ngon cho anh em mình nha. Rồi, anh em nào mà mình quan tâm, mà mình có nhu cầu tìm một cái kéo cắt cành á, thì sử dụng pin, thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh chị em là một cái mẫu máy ngâm chân rất là tiện lợi, rất là xịn sò của thương hiệu là Senka luôn anh em. Rồi thì anh em mua cái mẫu máy ngâm chân này về, chỉ việc mình bỏ nước vô rồi mình cắm vô điện, mình chọn chế độ, rồi bắt đầu mình bỏ chân vô mình ngâm là được rồi nha anh em. Rồi thì trước tiên thì em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh chị em mình hình dung luôn nha. Rồi, cái mẫu máy này thì cái chiều ngang của nó khoảng là 38cm anh em ha. Và chiều dài của nó thì khoảng là 39cm. Thì tương đương nó khoảng hình vuông anh em ha. Rồi, và cái chiều cao của nó ha, cũng như cái độ sâu của nó là khoảng 30. Đó, 30 nha. Rồi thì anh em mình nhìn vô trong cái lồng máy là mình sẽ thấy anh em ha, mình thấy nó có cho mình những cái viên bi. Nó, những cái viên bi này nó sẽ di chuyển, nó chạy khi mà mình thực hiện cái chế độ là ngâm chân và massage chân. Rồi thì bây giờ ở đây em ghim điện vô, em bỏ nước vô. Đó, và anh em lưu ý ha, cái máy ngâm chân thì trước tiên mình phải bỏ nước vô mình mới sử dụng được nha anh em. Rồi ở đây nó có cái nút on off nè, em chỉ việc em chọn chế độ nè. Đó, là bắt đầu là nó sẽ ngâm, nó sẽ thực hiện cái chế độ là massage. Nếu như anh em bỏ chân vô trong đây thì nó sẽ massage cái lòng bàn chân của mình anh em ha. Đây nè, em sẽ bỏ vô thử cho anh em coi luôn. Đó, anh em ha, nó massage cái lòng bàn chân của mình rất là thoải mái luôn nha anh em. Đó, và ở đây á, cái nhiệt độ của nước bắt đầu nó sẽ ấm dần. Nó ấm dần đến một cái nhiệt độ nhất định là khoảng 40 độ C thì nó sẽ ngưng. Đó, cho nên là mình ngâm chân nó rất là tốt anh em ha. Thì thường á, theo cái y khoa thì khi mà trước khi ngủ á, mình ngâm chân thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mình ngâm bằng cái nước ấm nó rất là tốt cho sức khỏe của mình, kết hợp với việc là massage chân nữa. Thì ở dưới lòng bàn chân của mình á, nó có rất là nhiều cái dây thần kinh, cho nên khi mà mình ngâm chân, mình massage chân trước khi ngủ như vậy, nó sẽ giúp mình thư giãn rất là tốt. Cũng như là anh chị em mà mình sẽ dễ ngủ hơn, nó mình ngủ sâu dễ ngủ hơn, và tinh thần mình sẽ rất là thoải mái nha. Đó,
Thì cái này em đặt chân vô thì anh em thấy ha, nó chạy chế độ như vậy, nó tăng nhiệt độ lên dần anh em ha. Nè, nó nhiệt độ hiện tại là 30.1 độ C, rồi 30.2 anh em ha. Đó. Rồi nó tăng lên dần. Còn ở đây nó có rất là nhiều chế độ, ví dụ chế độ cho trẻ em nè, chế độ hẹn giờ nè, giảm nhiệt hoặc tăng nhiệt nè, chế độ massage chân, em có thể tắt cái chế độ massage chân luôn nè. Đó là nó sẽ chỉ ấm thôi, tức là nó làm cho cái nước ngâm vô nó ấm thôi, mà nó sẽ không có mà massage nữa, tùy cái chế độ mình chọn thôi. Nó rồi chế độ người lớn nè, chế độ trẻ nhỏ nè. Đó, mỗi cái chế độ thì cái cường độ hoạt động nó khác nhau. Cũng như khi anh em mình mua về thì mình thích cái chế độ nào, cũng như mình thử những cái chế độ nào mình thấy thoải mái nhất, ok nhất là mình sử dụng thôi. Đó, thì cái máy này nó cực kỳ hiệu quả và cực kỳ an toàn với sức khỏe luôn nha anh em. Rồi thì ok, cái mẫu máy ngâm chân này thì bên em đang bán với giá là 1.250.000. Đó, 1.250.000 anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, ở đây nó có cái quai sách nữa nè, anh em có thể mình sách tới sách lui cũng khá là ok ha. Đó, rồi ở đây nếu như anh em nào mà kỹ nữa thì mình có thể mình mua thêm những cái loại bột ngâm chân á, những cái túi nước ngâm chân á, nó thì anh em có thể bỏ thêm thảo dược vô cũng được ha. Còn không thì mình cứ ngâm bằng nước này nó cũng rất là tốt rồi. Rồi ok, giá 1.250.000 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện nè, hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em mới về được cho anh chị em một cái lô là máy lọc không khí của thương hiệu là Panasonic, hàng nội địa Nhật. Nó thì cái lô này anh em dèm vô là anh em thấy rồi ha. Nó khá là đẹp luôn nha. Đó, rất là trắng sáng ha. Rồi thì cái lô này á, là nó là hàng nội địa Nhật cho nên nó sử dụng điện của Nhật là điện 100V. Thì anh em có thể lên điện 220 cũng được luôn nha anh em. Rồi thì trước tiên á, em sẽ nói sơ về cái công dụng của những cái mẫu máy lọc không khí này. Thì nó là cái công dụng rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mình luôn nha. Cái thứ nhất là nó có thể lọc được bụi bẩn nè, mùi hôi nè. Nó rồi nó ion hóa không khí nè. Rồi thêm một cái nữa là nó có cái chế độ bù ẩm cho mình luôn. Thì cái chế độ bù ẩm này á, nó rất là hay. Bởi vì ví dụ anh em ở trong cái môi trường máy lạnh á, anh em ở trong cái phòng máy lạnh lâu á thì nó hay bị khô da nè, mình có cảm giác nó khát nước nè. Đó, thì cái chế độ bù ẩm này nó sẽ làm cho cái da mình nó dịu lại, với lại nó bù ẩm trong không khí nó làm cho mình cảm giác rất là thoải mái nha. Đó, thì tất cả những cái mẫu máy lọc không khí thì phần lớn là nó đều có cái chức năng bù ẩm này. Thì đây, đó, cái chức năng này anh em chỉ việc mình bỏ nước vô trong cái ngăn này anh em ha. Đó, mình bỏ nước vô trong cái ngăn đó là được rồi. Là khi mà mình sử dụng cái máy thì cái máy nó hoạt động là nó sẽ tự động là nó bù ẩm cho mình luôn. Rồi còn ở trên đây nè anh em ha, cái hàng nội địa của Nhật cho nên những cái phím, những cái mà chữ của nó là tất cả đều là chữ Nhật hết. Nhưng mà nó rất là dễ xài, chỉ việc là cái nút tắt mở thôi, với lại là cái chế độ mạnh nhẹ là được rồi anh em nhé. Đó, thì cái này thiết kế màu trắng với lại là nhìn nó rất là đẹp. Em cho anh em coi thử cái công suất luôn. Rồi cái con này ha, cái công suất của nó là 52W nha anh em. Đó, điện 100V, công suất 52W ha. Cái này á thì ở bên em á là có lên điện 220 cho anh em mình luôn. Thì bây giờ á, cái này là em sẽ đo cái kích thước cho anh em mình ha, để anh em mình hình dung được cái kích thước của cái máy này nha. Rồi thì cái kích thước này, cái tổng cái chiều cao của nó lên đến là 59cm anh em ha. Đó, lên đến là 59cm. Rồi còn chiều ngang. Đó, chiều ngang của nó là 32.5cm anh em nha. 32.5. Còn về chiều sâu nè. Đó, chiều sâu của nó thì khoảng là 25cm anh em nha. Đó, chiều sâu khoảng là 25cm. Thì những cái mẫu máy lọc không khí mà hàng nội địa Nhật như vậy ha, nó về mà đẹp như vậy thì hầu như nó rất hiếm nha anh em. Đó, em về được một cái lô này nó rất là tuyệt vời cho anh em luôn. Cái này là của thương hiệu là Panasonic. Rồi thường á là ở bên Nhật người ta sử dụng những cái mẫu máy lọc không khí như vậy rất là nhiều, bởi vì là người ta rất là quan tâm tới vấn đề sức khỏe nha anh em. Đó, ví dụ trong phòng anh em mà nó bị ám mùi gì, nó bị hôi, hoặc là anh em sử dụng cái chai xịt mũi đi. Ví dụ em nói anh em vô trong phòng anh em xịt mũi bằng cái chai xịt mũi một chút xíu là anh em vô là anh em muốn xỉu luôn á. Cái mùi rất hôi. Thì anh em chỉ việc lấy máy lọc không khí mình mở khoảng chừng nửa tiếng, một tiếng thôi là nó sẽ hút hết mùi luôn. Đó, rất là hay như vậy luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ thử cắm điện cho anh em mình coi luôn nha. Đó, em thử ghim vô điện cho anh em mình coi luôn. Rồi thì ở đây khi mình ghim vô điện xong ha, nó đã có điện rồi thì ở đây chỉ việc là tắt mở thôi. Đó,
Rồi, chế độ đây. Đó, chế độ mạnh nhẹ nè. Đó. Các cái chế độ bên đây anh em nha. Đó, rồi, chế độ bên đây là nó mạnh hơn. Rồi, khi mà anh em á, khi mà anh em bật cái chế độ đó lên, anh em thấy nó có một cái lượng gió nè. Đó, anh em nhìn ha. Đó, anh em thấy nè. Đó, có một cái lượng gió nè. Nó bay ra bây giờ anh em thấy không? Đó. Đó, nó có một cái lượng gió bay ra bởi vì sao? Bởi vì nó hút cái không khí mà bình thường vô đây và nó thải ra cái không khí nó trong sạch hơn. Bởi vì cái không khí này nó đã qua lọc rồi. Đó, cho nên là cái nguyên tắc của nó gần giống như cái máy quạt nha anh em. Nếu như anh em ngồi gần mà anh em quay cái hướng này về phía anh em á, cái lỗ những cái khe này về phía anh em thì anh em cũng sẽ nghe cảm giác mát nha. Đó. Rất là tuyệt vời mà chạy cực kỳ êm nha anh em. Đó, nó chạy rất êm ha. Đó. Rồi thì cái này á, cái công suất là chỉ có là 50, để em coi, công suất là hồi nãy là chỉ có là 52W thôi, cho nên là nó cũng rất là tiết kiệm điện anh em. Rất là tiết kiệm điện cho anh em luôn, nó như cái bóng đèn thôi. Nhưng mà nó lại rất là tốt cho sức khỏe ha. Rồi, và bên sau, ở phía sau nó nè. Đó. Cũng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Phía sau cũng còn khá là đẹp. Thì cái bảng này thì bên em đã lên điện 220 rồi nè. Đó. Lên điện 220, còn nếu như anh em mà mình muốn xài điện zin của Nhật á thì xài điện 100V cũng được luôn nha anh em. Đó, nếu như điện zin của Nhật là 1,7 triệu nha anh em. Đó, giá của điện zin của Nhật là 1,7 triệu, cắm vô điện 100V xài. Còn nếu như anh em mà muốn lên sẵn điện 220 thì bên em kỹ thuật có lên điện 220 cho anh em luôn là 1,8 triệu nha anh em. Tình trạng thì nó rất là đẹp ha, cái lô này cực kỳ hiếm luôn nha anh em. Đó, tình trạng thì cũng còn khá là đẹp. Rồi, ok anh em, thì cái này bên em đang bán với giá, em báo lại hang, điện zin của Nhật 100V là 1,7 triệu, còn lên điện 220 là 1,8 triệu nha anh em. Còn về cái phần lưới lọc của cái máy lọc không khí này thì nó nằm ở phía trước anh em nha. Đó, cái lưới lọc này thì nó cũng còn rất là ok ha, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Ví dụ mình sử dụng lâu ngày á, nó mình có thể mình mở ra, mình thay, mình có thể mình mở ra, chỉ cần vậy thôi, anh em mở cái nắp trước ra rồi anh em dỡ cái này ra thôi, anh em vệ sinh, thổi sạch bụi bẩn đồ lại là ok ha. Hoặc là trong cái quá trình mình sử dụng lâu á, mình cần á, thì bên em cũng có cái lưới lọc này luôn cho mình ha. Cái này là mới 100% luôn anh em nè. Đó, cái này cũng là nội địa Nhật luôn ha. Rồi thì cái lưới lọc rời này thì bên em bán kèm, bán thêm cho anh em với giá là 350 cái nha anh em. Đó, 350k một cái ha. Đó, cái này là mới, còn khi mà gửi đến anh em thì em có sẵn một cái lưới trong đây rồi. Nếu như anh em mình muốn mua thêm thì mua nha. Rồi, như em báo giá lại cho anh em là ha, cái con mà sử dụng mà điện zin của Nhật 100V là giá 1,7 triệu nha anh em. Còn lên điện mà lên điện 220 thì giá 1,8 triệu. Còn cái lưới lọc mà lưới mới mà bán thêm á thì là 350 cái nha. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy lọc không khí này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Ở đây em mới về được cho anh chị em mình lại là một cái lô là lô máy cắt cỏ sử dụng pin anh em ha. Thì cái này nó rất là tiện lợi rồi, hầu như gia đình nào cũng xài hết. Nếu như mình có sân vườn là chắc chắn mình sẽ xài máy cắt cỏ nha. Thì thường những cái dòng mà máy cắt cỏ mà nó sử dụng pin á, nó sẽ tiện lợi hơn là những cái máy sử dụng xăng ở chỗ là nó không có ồn ào. Và những anh chị em, cô chú bác lớn tuổi đều cũng xài rất là dễ dàng. Chỉ việc mình gắn pin vô, mình bóp cái nút là nó chạy thôi. Rồi, thì bây giờ cái lô này nó có cái gì đặc biệt thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị em mình. Thì trước tiên thì đây là một cái máy cắt cỏ sử dụng pin, nó rất là gọn gàng, rất là tiện dụng. Anh em chỉ việc là mình cầm cái cò này nè, mình bóp nó, rồi đây là cầm cái tay nữa là hai tay anh em ha. Hai tay là anh em có thể bóp, anh em cắt rồi ha, mình lia. Nó mình lia tới đâu thì cắt tới đó. Và cái này nó hay ở chỗ là nó có cái nút này anh em có thể kéo giãn cái chiều dài của cái cây cắt cỏ ra để cho nó phù hợp với cái tư thế mình. Thì cái chiều dài tối đa của cái máy cắt cỏ pin này là lên 1m2 nha anh em. 1m2 thì nó rất vừa vặn để mình có thể vừa đứng vừa cắt nha. Rồi, và một cái phần đặc biệt nữa là ở phần đầu của cái máy cắt cỏ thì anh em thấy ha, ở cái phần đầu này là nó có cho mình cái nút để anh em điều chỉnh cái độ ha anh em. Ví dụ nè, em bấm cái nút này thì em điều chỉnh cái độ của cái lưỡi cắt nè. Đó, gập lên gập xuống gì đó anh em ha. Gập lên gập xuống gì đó tùy cái nhu cầu của anh em ha, cũng như cái tư thế mà anh em muốn cắt thì anh em có thể bấm nút nữa ha để điều chỉnh nha. Đó, khá là hay ha. Rồi,
Còn cái tay, cái phần tay cầm này cũng vậy, thì ở đây nó có cái nút này, anh em có thể xả ra rồi anh em đưa tăng lên tăng xuống gì đó cho nó phù hợp với cái tư thế mình nha. Nó nhìn vô là mình đã thấy được rất là nhiều cái mà tiện lợi ở một cái máy cắt cỏ này rồi nha. Và đi kèm nó anh em thấy ha, cái phần đây là cái phần inox ha. Nó mình nhìn vô là mình thấy inox rồi, nó cũng không rỉ là nó rất là bền. Rồi, tiếp theo về cái phần lưỡi cắt thì đi kèm cái bộ combo là anh em thấy ha, nó cái nhà sản xuất người ta cho mình rất là nhiều cái dụng cụ. Cái thứ nhất là cái này là cái đầu tiếp để anh em có thể mở cái lưỡi cắt ra. Đó, mình mở cái lưỡi cắt ra anh em thấy. Ở đây nè, ở đây nó có cái con ốc nè, nó mình sử dụng cái đầu tiếp này để mình mở cái ốc ra. Và trong đây rất là nhiều cái lưỡi cho anh em mình thay thế nha. Đó, cái thứ nhất nè là anh em thấy nó có những cái lưỡi nhựa. Cái lưỡi nhựa này anh em nhìn như vậy thôi, chứ khi mà anh em lắp vô thì anh em cũng có thể cắt được cỏ luôn nha anh em. Lưỡi cước còn cắt được mà, thì lưỡi nhựa là vô tư ha. Nó cho mình mấy cái lưỡi cước luôn ha. Và một cái lưỡi nè, đây là lưỡi kim loại. Lưỡi kim loại này nó cũng rất là hay. Cái thứ nhất là nó rất là bén để anh em cắt được cỏ, hoặc là những cái cây nhỏ nằm ở dưới cỏ anh em ha. Và cái thứ hai, nếu như nó có lỡ bị mẻ, nếu như mình cắt trúng gạch đá bê tông gì đó thì nó mẻ thì mình cũng dễ mài lại. Bởi vì cái kiểu này thì mình chỉ cần đưa vô máy mài, mình mài nhẹ cái là được rồi. Đó, thì cái lưỡi này nó rất là tiện nha. Và đi kèm nó thì nó có luôn cho mình thêm một cái lưỡi nữa, là lưỡi này, cái lưỡi tròn. Thì cái lưỡi tròn này đường kính của nó cũng là 150mm. Nó đường kính của nó là khoảng 150mm. Thì cái lưỡi tròn này á, nó cũng có tác dụng cắt được cỏ, và nó cắt được những cái cây to, ví dụ như là những cái chân cỏ già đó anh em ha. Ở dưới nó sẽ có những cái cọng cỏ nó to thì to luôn á. Cái chân già thì anh em sử dụng cái này, hoặc là những cái cây nhỏ nó thì anh em cũng cắt bằng cái này được luôn nha. Rồi, thì rất là hay. Và trọn bộ của nó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, được 20 viên pin nè. Đó, 2 viên pin này thì anh em thấy nè, vừa sạc vừa xài cũng khá là ok. Đó, chỉ việc là anh em gắn vô đây bấm thôi. Đó, rồi tổng thể của cái máy cắt cỏ thì anh em thấy ha, rất là gọn gàng ha. Ở đây là em chỉ việc bóp cái là chạy nè. Đó, cái trướng, cái tốc độ chạy rất là cao nha anh em. Rồi, ok. Đó, thì anh em mình nhìn là mình thấy rồi ha. Đó, một cái máy cắt cỏ rất là tiện lợi cho anh em. Đó. Rồi, và anh em thấy đi kèm nó là nó có gồm cho mình là một máy nè, hai pin nè, một sạc nè. Và sạc này là sạc được auto volt luôn anh em ha. Từ 100 cho tới 220 anh em được sạc được hết luôn nha. Rồi, trọn bộ của nó gồm phụ kiện nè. Đó, các cái đầu lưỡi cắt nè, hai pin, một sạc. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, trọn bộ như vậy thì bên em đang bán với giá là 650k nha anh em. Đó, 650k, rất là thích hợp cho anh em làm vườn nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy cắt cỏ sử dụng pin này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ ghế sofa. Đó, đây là bộ ghế sofa là gồm 3 món nha anh em. Nó y như em quay ha, gồm 3 món là gồm một cái ghế dài nè, một cái ghế đơn và một cái ghế nhỏ cho mình ngồi ha. Thì cái bộ ghế sofa này anh em nhìn vô ha, cái chất liệu da nó rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này mình decor trang trí trong nhà thì cực kỳ sang luôn nha anh em. Rồi thì cái tình trạng của nó là mới chưa có qua sử dụng luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đo sơ vào kích thước của từng loại cho anh chị em mình. Rồi trước tiên thì em đo cái này đi. Cái này là cái nhỏ ha, cái này thì anh em ngồi lên cũng khá là thoải mái luôn nha anh em. Đó, cái này thì cái kích thước của nó chiều dài là 72 anh em ha. Chiều dài là 72 nè, rồi em đo tới chiều rộng nha. Chiều rộng là 54. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 40 nha anh em. Đó, rất là thoải mái ha, ngồi cực kỳ êm luôn nha. Rồi, 72 x 54 x 40. Rồi, tiếp theo là tới cái mẫu nó ghế sofa đơn này. Nó mẫu ghế sofa đơn này em cũng đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Cái này về chiều ngang của nó anh em ha. Chiều ngang của nó là khoảng 78cm anh em ha. Chiều ngang là 78cm. Rồi, về chiều dài. Chiều dài là 92, 78 x 92. Rồi, chiều cao. Chiều cao thì em sẽ đo một phần là em đo ngay cái yên nè, ngay cái chỗ mình ngồi nè. Đó, là 42 luôn anh em ha.
Rồi một phần thì em đo tới phần tay vịn ha. Tay vịn là 60 và cái phần tựa lưng. Đó, tựa lưng thì sẽ cao hơn miếng đó là 70. Cái tư thế ngồi rất thoải mái nha anh em. Ngồi lên thử cho anh em xem luôn. Đó. Đó anh em thấy ha, cái tư thế ngồi cực kỳ thoải mái nha. Cực kỳ thoải mái luôn nha. Nó đi kèm của nó là nó có cho mình hai cái ba cái gối anh em ha. Nó ba cái gối hai bên và một cái gối tựa lưng. Đó anh em ha, nhìn nè. Đây nè, đó ba cái gối bọc da cũng rất là đẹp ha, hai cái hai bên nè và một cái tựa lưng nha anh em. Đó, ngồi rất êm luôn, rất là êm luôn ha. Đó. Rồi, tiếp theo là tới một cái ghế dài. Một cái ghế dài để dành cho ngồi, có thể ngồi được 3 người anh em ha, 3 hoặc 4 người. Rồi thì cái ghế dài này em nhìn vô thì em cũng sẽ đo cái chiều dài trước tiên cho anh em mình luôn. Rồi, em sẽ đo cái chiều dài cho anh em mình ha. Chiều dài của nó là 2m04. Chiều dài, tổng chiều dài là 2m04 nha anh em. Rồi, bắt đầu là tới chiều rộng. Chiều rộng của nó là 78 anh em ha, 2m04 nhân 78. Rồi về cái phần chiều cao, chiều cao tới phần này là 42. Đó, cũng bằng nhau, ba cái mẫu này thì cái phần ngồi nó bằng nhau anh em ha. Rồi còn cái phần tựa lưng của này thì nó cũng như kia thôi, 70. Tựa lưng là 70. Rồi đi kèm nó là anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Đó, nó có cho mình là hai cái miếng lót hai bên và ba cái phần gối tựa lưng, rất đẹp luôn nha anh em. Đó, cực kỳ đẹp nha. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Nó mới full thùng chưa qua sử dụng, cực kỳ đẹp ha. Cái này nó thích hợp decor trang trí không gian mà phòng khách thì nó rất là sang trọng luôn nha anh em. Mà cái bộ này á thì bên xưởng người ta xuất dư cho nên là người ta thanh lý giá cực kỳ tốt luôn. Rồi, thì khi gửi hàng đến anh em thì bên em sẽ gửi cho anh em là ba cái thùng như vậy. Nó tình trạng là mới chưa qua sử dụng full thùng luôn nha anh em. Đó, ba cái thùng như vậy ha, từ xưởng ra luôn cho anh em mình. Rồi, thì cái bộ mà sofa ba món này thì nó gồm là một cái ghế dài nè anh em ha, một cái cục u nhỏ để mình ngồi ha, và một cái ghế đơn này. Thì trọn bộ ba món này thì bên em đang bán với giá là 11 triệu nha anh em. Đó, 11 triệu là giá thanh lý tại xưởng luôn, rất là tốt nha anh em. Đó, cái này là hàng xuất khẩu cho nên là cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi, anh em nào mình quan tâm và mình có nhu cầu mua thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bàn xếp gọn anh em nha, để cho anh em đi camping, cắm trại, dã ngoại gì đó mà mình sử dụng ha. Thì cái này đi kèm nó có cái túi vải luôn cho mình, có thể là mình bỏ trong túi vải để mà mình mang vác đi cũng rất là tiện lợi anh em nha. Rồi cái bàn này thì anh em cũng rất là dễ dàng, chỉ việc là mình mở ra thôi. Đó, mình chỉ việc mình mở cái khung ra nè, nó cái khung cái chân của nó ra nè. Đó, em ráp vô thử cho anh em xem luôn nha. Đó, mình mở trước tiên là cái khung. Đó, rồi cái mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, mình mở trước tiên là cái khung, cái tiếp theo nữa là mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, chỉ việc đặt mặt bàn lên thôi. Đó, trong vòng một nốt nhạc là em đã có thể là em xếp xong cái bàn này rồi nha anh em. Đó, thấy không? Chỉ việc là trong vòng vài giây thôi là em đã làm xong cái bàn này rồi. Đó, cái bàn camping cắm trại dã ngoại anh em thấy nè, nó rất là tiện lợi nè. Đó, em cầm lên nè, và nó cũng chịu lực cũng khá là tốt anh em nha. Đó, chịu lực cũng khá là tốt luôn nè, rất là đẹp anh em ha. Rồi thì cái này á thì bây giờ em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mặt bàn này anh em ha, kích thước của mặt bàn, chiều dài của mặt bàn là 56cm. Đó, chiều dài của mặt bàn là 56cm anh em nha. Rồi, còn về chiều rộng của cái mặt bàn nè. Đó, chiều rộng của cái mặt bàn là khoảng 41cm, 56 x 41 ha. Còn chiều cao của cái mặt bàn nó là khoảng là 41cm luôn. Đó, thì nó rất là thích hợp cho mình ha, để mình để đồ, công cụ, dụng cụ, hoặc là đi cắm trại thì anh em có thể để một cái bếp nè. Đó, những cái đồ để thức ăn lên đây ha. Rất là đẹp anh em ha, tình trạng mới chưa qua sử dụng anh em, mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi thì cái bàn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em.
Đó, cái giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 490k cái bàn như vậy thôi ha. Mình có thể mua để cắm trại dã ngoại hoặc là mình hay ăn tiệc ở ngoài trời đó đó. Nó thì mình có những cái bàn này, nó mình để ra nó rất là gọn gàng. Mà khi mà xếp lại cũng khá là tiện lợi luôn, chỉ việc là mở lên nè. Đó, em mở lên cho anh em ha. Đó là em xếp lại là xong rồi. Đó, anh em thấy, nó về là xếp lại là xong cái mặt bàn. Đó, còn cái phần chân thì chỉ việc mở cái này ra thôi, trả về phía sau, bóp vô. Đó, anh em thấy em trong vòng một nốt nhạc thôi mà đi kèm nó là nó có luôn cho mình cái túi nữa. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái túi để mình đựng nữa thì quá là hay ha anh em. Rồi giá chỉ có 490k thôi ha. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu bàn xếp gọn này thì inbox cho em luôn nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó em về cho anh em được là một cái luồng máy sấy tóc rất là xịn nha anh em. Đó, đây. Đây là máy sấy tóc cực kỳ cao cấp ha. Rất là xịn luôn nha anh em. Đó. Cái này nó thiết kế y chang là của Dyson ha. Nó thì anh em nếu như anh em mình biết cái thương hiệu Dyson rồi thì mình biết ha. Nó rất là cao cấp, những cái mẫu máy sấy tóc của Dyson phải từ mười mấy triệu một cái không à. 14, 15 triệu một cái ha. Rồi thì cái này nó rất là hay anh em, những cái đầu của nó này anh em thấy không? Để vô là nó hít nè. Đó, anh em thấy không? Đó, khi mình đặt vô là nó sẽ tự động nó hít ha. Đó, nó hít rất là dễ, rất là tiện lợi ha. Còn cái công tắc thì anh em bật ở đây. Đó, rồi rất là ok luôn anh em. Đó, còn cái dây điện của nó nè. Nó mình ghim được, xài được điện là điện 220V ha. Đó, rồi cái này á, thì anh em cứ xài cái nào thì mình cắm cái đầu đó vô thôi. Đó, cực kỳ xịn ha anh em. Đó, mình nhìn thiết kế nè là mình thấy rồi, rất là cao cấp luôn. Đó, nó có những cái đầu cho mình rất là nhiều cái đầu ha. Ví dụ chị em mà cần uống tóc hay gì này nọ thì sấy ở những cái chỗ cong cong đó thì đây. Đó, còn đây là những cái đầu khe, có thể chỉnh góc độ tùy anh em ha. Tất cả những cái đầu này đều sử dụng 500 cho nên đưa vô là hết nè. Đó, rất là ngon lành luôn nha anh em. Đó, rất là ngon lành. Rồi, ok anh em ơi. Đó, cái máy sấy tóc này ha thì bên em đang bán với giá là 650 nha anh em. 650k. Đó, máy sấy tóc Hàn Quốc 650k. Anh em mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, thì tiếp theo thì anh em mới về lại cho anh em được là cái đèn mang sông anh em ha. Đây là đèn mang sông sử dụng pin nha anh em. Cái này là đèn mang sông sử dụng pin của thương hiệu là Takiko. Rồi thì cái đèn này á, nó rất là đơn giản anh em, mình chỉ việc mình sạc pin thôi rồi mình xài thôi. Ở đây nó có cái núm dặn nè anh em, dặn nè, nó là cái chế độ ánh sáng ha. Cái này là ánh sáng trắng vàng nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi nếu như mà mình muốn nó sáng mạnh hơn thì ở đây mình chỉ việc mình dặn mạnh hơn thôi. Đó, mình càng dặn thì nó càng mạnh anh em ha. Rồi cái ánh sáng của nó cũng rất là đẹp nha. Đó, ánh sáng rất là đẹp luôn anh em ha. Thì thường những anh em mà đi kem pin cắm trại dã ngoại hoặc là nhà mình mà hay cúp điện rồi đó, đó thì mình đi ban đêm rồi hay sử dụng đèn á, thì anh em mua cái đèn này anh em cầm đi ha, nó rất là ok. Với lại pin của nó là pin sạc cho nên nó rất là tiện lợi anh em ha. Rồi đi kèm nó là nó có cái cáp sạc luôn cho mình nè, mình chỉ việc là mình sạc đầy rồi mình xài thôi. Đó, cái này thì nó anh em để nắng mưa cũng khá là ok luôn anh em. Rồi, rất là ok. Ánh sáng nhiệt độ màu rất là đẹp ha. Nhiệt độ màu này nó rất là dễ chịu nè. Rồi, ok anh em nha. Rồi, cái đèn mang sông này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây anh em ha. Cái này là của thương hiệu là Takiko nha. Rồi, 190k một cây. Có một cái màu rêu rất là đẹp ha. Rồi, màu quân đội rất là đẹp luôn. Rồi, thì anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì nay em mới về được lại cho anh chị em mình là một cái lô máy dặn dít của Detong anh em nha. Đó, máy dặn dít cầm tay của Detong ha. Đó, một cái số lượng cũng vài chục cây thì anh em mình ha. Đó, mình đang có nhu cầu mình tìm một cái máy dặn dít pin cầm tay thì đây là một trong những cái máy rất là nhỏ gọn hiện tại luôn nha anh em. Thì đây mình chỉ việc mình mở ra thôi, cái máy thì nó nhỏ gọn như trong lòng bàn tay em nè. Đó, nó có những cái tính năng như là dặn vô nè, dặn ra nè, bật đèn nè, đó bật đèn anh em ha. Đó, hoặc là dặn vô nè, dặn ra rất là đơn giản. Còn đây là cái đầu vít gài. Nó cái đầu vít gài này thì đầu vít gài thông dụng nha anh em. Đó thì khá là hay. Còn ở đây thì nó có cái chui sạc cho mình ha. Mình xài hết pin thì mình cắm vô đầu tay xi này mình sạc thôi. Rồi thì cái này nó cũng khá là tiện lợi anh em nha. Đi kèm của nó là nó có cho mình cái cáp sạc nè.
Đó, cái cáp sạc này ha, nó đầu USB với đầu Type-C cho mình sạc nha. Và đi kèm nó có luôn cho mình những cái mũi vít cho anh em mình sử dụng ha. Nó gồm là mũi vít dẹp nè, ba ke nè, lục giác bông, lục giác bi nè, nó những cái cây thông dụng nha anh em. Rồi thì nói chung là nó gọn gàng, gọn nhẹ, nó phù hợp cho anh em mình sửa chữa điện tử ha, dặn những cái túp lô điện hay những cái con vít mà dặn nhẹ nhàng rồi đó. Thì anh em lấy cái này khá là ok ha. Đây là cái mẫu mới nha anh em. Đó, mẫu mới của Decton ha, rất là xịn sò rồi. Bên em đang bán với giá là 395.000 nha anh em. Đó, giá chỉ có 395.000 cây vít thôi ha, dặn vít pin cầm tay nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh em mình mấy cái mẫu ly uống nước anh em nha. Đó, ly này là mẫu ly uống nước rất là xịn sò luôn nè. Đó, thì cái ly này mỗi cái nó đều có cái nắp cho anh em mình luôn nha. Anh em mình có thể mở nắp ra để uống ha. Trong đây là nó làm bằng inox anh em nha. Đó, làm bằng inox rất là xịn ha. Và cái ly này nó nhỏ thôi nha anh em, nó khoảng là 180ml nha. Đó, 180ml ở đây nó có cái nắp đậy luôn nè. Đó, anh em đậy vô mình có thể là mình uống bằng cái ke này cũng được ha, mình đậy lại để đậy kín lại cũng được luôn. Hoặc là có thể mình bỏ cái phần nắp ra để mà mình múc nước mình uống cũng được luôn. Thì cái này có thể dành cho anh em mà uống trà, cà phê, sữa nóng đồ các thể loại nha. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 5 cái nha anh em. Em bán một lần 5 cái là 200k nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn anh em nha. Chưa qua sử dụng luôn ha. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu ly này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, mẫu ly đỏ uống nước set 5 cái là 200k nha. Đó rồi, ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nha nè. Rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình 3 cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè. Anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi, cái này là Micro nè. Đó, còn này là Type-C nè. Đó, Type-C nè ha. Rồi, Micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện dầu của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi, cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi. 70k một cộng nha anh em. Đó, dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó, rồi ok. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng nội địa Nhật này về ha, em về được là một cái dòng kiến massage mắt nha. Đó, cái máy massage mắt là của thương hiệu là La Luna nha anh em. Đó, cái này là tình trạng là anh em thấy ha, còn khá là đẹp luôn nha. Rồi, cái này nó có cái dây đeo phía sau này, mình có thể tăng giảm khi mình đeo lên mắt mình ha. Cái này á, là nó rất là hay anh em, cái bảng điều khiển của nó nè. Đó, chỉ việc mình bật cái này lên thôi là bắt đầu là nó sẽ có báo phần trăm pin nè. Rồi những cái mà mod kiểu như là những cái chế độ cho mình ha. Và cái này khi anh em mở lên sẽ nghe một cái tiếng nhạc du dương rất là nhỏ ha, cực kỳ đã luôn. Và nó có làm nóng nữa anh em. Ví dụ khi anh em đeo vô trong cái vòng mắt của mình á, nó sẽ làm nóng cái phần mà xung quanh cái khóe mắt của mình. Đó, nó làm nóng xong rồi nó massage rất là thư giãn, rất là thoải mái luôn. Đó, cái này mà anh chị em nào khó tính cỡ nào đi chăng nữa mà mang cái này vô em bảo đảm cũng sẽ rất là hài lòng luôn nha. Cực kỳ xịn luôn. Rồi, cái này á, nè, nó có một cái tiếng nhạc rất là nhỏ, cực kỳ hay luôn. Ví dụ buổi trưa hoặc là cái lúc nào đó mà anh chị em mình muốn nằm thư giãn á, mình đeo cái này vô thì cảm giác nó rất là đã luôn nha anh em. Thường những anh chị em mà ngồi văn phòng lâu á, mình hay ngồi mà mình hay xem cái màn hình tivi, máy tính đồ nhiều á, thì sẽ bị cái tình trạng là mỏi mắt. Thì cái máy massage mắt này nó có tác dụng là cải thiện cái độ nhức mỏi mắt ha. Nó làm giảm nhức đầu luôn nha anh em. Đó, nó rất là hay ha. Cái này thì bên nước ngoài người ta sử dụng để trị liệu nha anh em. Đó, rồi tình trạng còn khá là đẹp luôn, cực kỳ xịn luôn nha anh em. Đó, còn tắt thì anh em tắt ở đây.
Và khi mà anh em mua thì bên em sẽ gửi kèm cho anh em một cái cáp như vậy ha. Cái cáp này là anh em để sạc cái này, anh em vừa sạc cái này được mà vừa sạc điện thoại được luôn. Rồi cái máy kính massage mắt này thì bên em đang bán với giá 1.200.000 nha anh em. 1.200.000 nha. Đó, cái này thì nó cũng như cái máy doctor hạt thôi. Nếu như đã hết rồi thì nó sẽ không còn nữa đâu. Anh em nào mình có nhu cầu nó thì có thể mua để có thể là sử dụng hoặc là biếu tặng cho những người lớn tuổi cũng rất là ok nha. Cái này anh chị em nào khó tính cỡ nào em bảo đảm cũng hài lòng luôn. Rồi giá 1.200.000 nha anh em, kèm theo cái cáp cho anh em mình luôn. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, made in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô, nó số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Đó, cái phễu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì em giới thiệu đến anh em là cái kẹp cơ khí. Cái này là kẹp cơ khí của Nhật nha anh em. Đó, đây. Đó, made in Japan. Thì cái kẹp này nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em thấy một đầu này mình có thể kẹp vô trong cạnh bàn. Đó anh em thấy không? Đó, mình kẹp vô trong cái cạnh bàn. Đó, cái mặt bàn mình kẹp vô đây rồi mình siết cái này lại thì nó sẽ cố định thôi. Còn ở bên đây á thì anh em có thể chế cháo, anh em muốn làm gì anh em làm ha. Cái đầu này nè anh em có thể bẻ bẻ nè. Đó, đây là cái hình nè. Đó, anh em có thể bẻ theo hướng tùy hướng anh em muốn ha. Còn trên đây thí dụ anh em muốn kẹp cái gì thì anh em kẹp vô, thậm chí anh em làm cái chân đèn á. Đó, anh em kẹp vô trong cái bát của cái bóng đèn rồi anh em kẹp vô rồi anh em siết lại ha, rồi anh em bẻ theo hướng mà anh em muốn. Đó, nói chung cái này là anh em chế cháo anh em có thể sử dụng được rất là nhiều việc ha. Cái này thì hàng nội địa Nhật về. Đó, made in Japan. Đó, thì cái này nó bằng kim loại nha anh em. Nó bằng kim loại, nó rất là xịn ha. Đó, đây, cho anh em xem sơ ha. Cái này em cũng đo sơ cái chiều dài cho anh em mình đi, để anh em mình hình dung được nha. Đó, chiều dài tối đa của nó là 32cm anh em ha. Đó, cái này thì anh em chỉ cần kẹp vô trong cạnh bàn là nó sẽ cố định lại. Còn phần trên đây thì anh em chế cháo, anh em có thể chế cái gì cũng được ha. Cái bát kẹp hay cái đứng cũng được, thậm chí mình có thể mình chế luôn cả bát kẹp để xem điện thoại cũng được ha, bóng đèn cũng được hay gì đó tùy anh em nha. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 350.000 cái anh em ha. Nó cái lô này em về được khoảng 6-7 cái gì thôi, thì anh em thích thì lấy ha, máy in Japan nha. Rồi 350k cái bát kẹp nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái nồi cơm điện hàng nội địa Nhật nữa nha. Đây là cái nồi cơm điện của thương hiệu là Mitsubishi, hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, thì cái này hàng nội địa Nhật thì anh em biết rồi ha, sử dụng điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Đó, điện của Nhật là điện 100V. Rồi cái này là điện 100V ha, công suất của nó là 1350W của thương hiệu là Mitsubishi. Thì cái nồi này là 1 lít anh em ha. Đó, cái thể tích của nó là 1 lít, thường 1 lít thì khoảng là 4-5 người ăn anh em ha. Đó, đây là phía bên trong. Rồi những cái mẫu nồi của Nhật thì nó rất là bền cũng như chất lượng rất là cao. Cái này thì làm cực kỳ dày luôn anh em ha. Đó, siêu dày luôn nha. Rồi 1 lít thì dành cho 4-5 người ăn, thường là một gia đình rất là ok anh em ha. Điện của Nhật là điện 100V. Rồi thì ngoại hình anh em thấy ha, còn cũng khá là sáng ha, như em quay luôn. Rồi ở đây em có cái nút bấm nè. Đó, mình bấm vô là nó sẽ mở ra. Rồi, mọi thứ thì hoạt động hoàn hảo cho anh em nha. Đó, chất lượng thì anh em xài 5-10 năm nữa nó cũng như vậy nè. Nếu như mình đừng có quăng đập nó thôi thì 10 năm nữa nó cũng vậy thôi. Đó, khá là ok anh em ha. Rồi, dây điện của nó thì nằm ở bên hông này, anh em xài thì rút ra nha. Rồi, ok anh em, tình trạng còn khá là đẹp của thương hiệu là Mitsubishi. Nấu hạt cơm ra rất là ngon ha, và không có bị thiêu cơm. Rồi, thì cái con này thì bên em đang bán với giá là 1.500.000 anh em ha. Đó, 1.500.000 Mitsubishi màu trắng nha. Anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu nồi cơm điện này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.
Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lưu dao. Cái này là dao xếp gọn anh em ha, nhìn nó khá là đẹp ha, nó nằm ở trong cái bao da như vậy nè. Rất là tiện lợi cho anh em có thể đi dã ngoại, đi du lịch, đi cắm trại hoặc là mang theo để gọt rau củ hỏa gì cũng rất là ok nha. Rồi cái này á, đầu nó có một cái đầu này là cái này là đầu thoát hiểm anh em ha. Thí dụ anh em búi vô trong kiến á, để phá vỡ kiến cũng khá là ok. Còn khi mình sử dụng thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, anh em mở cái đầu này ra như vậy là ok anh em ha. Cái dao này nó rất là nhỏ gọn và cực kỳ bén luôn anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò. Rồi, khá là đẹp luôn anh em, rất bén ha. Anh em có thể làm thay thế dao rọc giấy hay những cái dao mà cắt gọt rau củ quả mà tiện lợi, nhỏ, gọn á. Đó, mình mang theo bên mình hoặc thậm chí mình có thể làm móc khóa hay này kia cũng được ha. Đó, nó rất là tiện lợi mà nhìn nó cũng khá là an toàn nha anh em. Rồi thì cái dao này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi cái này tổng chiều dài của nó ha, từ cái phần cán cho tới phần mũi là khoảng là 19cm anh em ha. Đó. Rồi ok, dao này thì bên em đang bán với giá 160k anh em nha. Dao xếp gọn 160k và anh em lưu ý mình đặt hàng thì mình nói là dao xếp gọn có cái túi da. Đó là bên em biết nha. Rồi 160k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, made in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô, nó số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Nó cái phiểu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ combo khoan pin. À, giá cực kỳ tốt luôn cho anh chị em mình ha. Cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, combo khoan pin của thương hiệu là Nisio. Rồi thì cái combo này nó cũng khá là đầy đủ cho mình để anh em có thể sử dụng gia đình ha. Cái thứ nhất thì cái thân máy cũng tương đối nhỏ gọn nè. Đó, thân máy tương đối nhỏ gọn ha. Rồi đi kèm nó, trọn bộ của nó là gồm là cho anh em mình là hai viên pin. Đó, và một sạc. Rồi sạc này là sạc được điện AutoVolt luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn. Rồi thì cái này chỉ việc anh em gài pin vô là xài thôi. Đó, có đảo chiều ha. Đảo chiều radio nè, dưới đây cấp độ 1-2 nè. Rồi ở đây có các cái cấp số trượt để dành cho anh em mà dặn máy bắn dít rồi ha. Nó khá là ok ha. Với lại cái đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đó, nó kẹp tối đa mũi khoan được 10 ly nha. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi ở trên đây nó có cái cân thủy cho mình để trong quá trình mình khoan cho nó vô thẳng cũng khá là ok nha. Rồi đi kèm nó thì nó có cho mình luôn những cái mũi dít thông dụng nè. Đó, hai cái đầu dít dẹp với dít ba ke nè. Và trong đây, trong cái bộ phụ kiện của nó thì nó có luôn. Nó có luôn cho mình mấy cái đầu dít anh em ha. Nó dít dẹp, dít ba ke và mấy cái mũi khoan nè. Đó, mấy cái mũi khoan sắt, khoan gỗ ha. Rồi còn cái đầu này thì anh em có thể mở ốc được luôn nha. Rồi đại khái nó cũng đầy đủ cho anh em mình sử dụng gia đình. Đó, với một cái máy khoan nhỏ gọn, cầm tay, tiện lợi ha. Đầy đủ các chức năng cho anh em mình để mình xài gia đình, mình dặn mở tháo ốc vít đồ. Các chi tiết ha, và quan trọng ở đây nó có cho mình một cái đầu này nữa. Đầu này là đầu nối anh em. Cái đầu nối dài như vậy nè, để em gặn cho anh em xem. Đó, cái đầu nối dài này á, là khi mà anh em có thể mở những con ốc trong cái kẹt. Ví dụ bình thường á, cái co nè, nó có một cái co nhỏ nè, anh em thấy không nè. Đó, nó có cái co nhỏ, anh em dặn nó cũng được luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Đó nè, trong những cái không gian chật hẹp á, mà anh em đưa cái đầu này vô, anh em uống nó đi hướng nào thì nó đi theo hướng đó để anh em có thể dặn ha. Đó, nói chung cái này cũng khá là hay. Rồi thì cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình ha. Rồi trọn bộ gồm một máy, hai pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 600k. Rồi cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, Nisio khá là xịn sò. Rồi ok, thì cái này anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.
600k nha anh em. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em thêm một cái mẫu là máy hút bụi pin nữa nha anh em. Đó, đây là một cái mẫu máy hút bụi pin, cái này là của thương hiệu là Andeco ha. Andeco, cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Thì cái này á, theo em đánh giá thì nó cũng rất là tiện mà nó khá là mạnh luôn nha anh em. Đó, đây em sẽ ráp vô trước cho anh em mình hình dung thử cái máy này nó làm sao nha. Đó, đây nếu như anh em à, mình hút ở trên bàn trong những cái cốc nước rồi hay là những cái lặt vặt thì anh em sử dụng cái này. Đó, mình chỉ việc vậy thôi là mình hút nè. Đó, cầm như vậy thôi là mình hút được rồi. Còn nếu như mà anh em mà mình muốn hút ở dưới sàn nhà thì mình sẽ gắn cái cây nối dài vô. Còn cái công tắc thì nằm ở đây. Đó, anh em bóp vô là hút ha. Đó. Đó, cái này thì anh em thấy ha, khi hút nè, nó khá là mạnh anh em ha. Đó, chế độ 2. Ui, ui, cực kỳ mạnh luôn anh em ơi. Đó, anh em nhìn cái tay em là anh em biết rồi ha. Đó, wow, chế độ của con này rất là mạnh nha anh em. Nó sử dụng pin rất là mạnh luôn ha. Nó hút cái tay em, nó hút cái miếng thịt vô luôn nè. Đó, đó, khá là ngon nha. Cái này á, thì anh em thí dụ đi kèm nó là nó có cho mình mấy cái đầu hút khe lặt vặt luôn cho anh em hút ha. Nếu như mà anh em mà mình muốn nó mà mình có thể mà hút ở dưới sàn nhà thì mình chỉ việc nối cái cây nối dài này vô thôi. Đó, nối cái cây nối dài này vô nè, anh em cầm nè. Đó là anh em có thể hút ở dưới sàn nhà đồ luôn ha anh em. Bàn, ghế, kệ, tủ gì đó, các thể loại luôn nha. Rồi, ok, ngon lành cành đầu. Và cái này á, đi kèm của nó là nó có cho mình luôn là một cái đế anh em ha. Cái đế này á là anh em nè, cái đế sạc á. Rồi, cái đế sạc này anh em ghim vô là anh em ghim vô điện là anh em xài thôi. Cái con này thì cái nguồn điện của nó là điện cũng là autovol luôn nha anh em. Tức là nó xài điện được là từ 100 cho tới là 240. Tức là điện ở Việt Nam mình cắm vô trực tiếp xài được luôn. Rồi, ok, rất là nhiều cái đầy đủ như vậy hay ho cho anh em ha. Và tình trạng thì như em quay anh em ha, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng rồi. Cái giá của nó là hiện tại bên em đang bán là 800k nha anh em. Đó, giá của nó là 800k, tình trạng là đã qua sử dụng rồi. Nó đẹp khoảng là 90% như vậy nha. Bên em thì hiện tại á, cái này thì có khoảng 2 màu ha. Cái màu này với màu trắng. Rồi, ok, thì anh em mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái tai nghe nha anh em. Cái này là cái tai nghe AirPods nha. Đó, đây là cái tai nghe AirPods Pro. Thì anh em biết rồi, AirPods là của Apple, cho nên là anh em khi mà anh em mình kết nối thì mình chỉ sử dụng được cho điện thoại iPhone, iPod hoặc iPad thôi nha anh em. Đó, chứ mình không có xài được cho cái điện thoại khác. Thì cái này là tai nghe không dây, anh em kết nối không dây với điện thoại là mình nghe thôi. Cái này thì bên em đang bán với giá là 350 một cái nha anh em. Tình trạng là full hộp như vậy luôn nha, 350 một cái. Anh em nào mà mình quan tâm cái này thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha, của thương hiệu là CSBS. Đó, thì cái mẫu xe đẩy này có thể đẩy di chuyển đi rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng bằng 4 cái bánh xe của nó nha anh em. Đó, 4 cái bánh xe này nó có thể là đẩy di chuyển đi tùm lum tùm la ha. Nó khi anh em để đồ đạc công cụ dụng cụ vô thì mình có thể đẩy đi được ha. Ở bên đây nó có cái tay cầm để cho mình đẩy đi nè. Đó, khá là tiện lợi, rất nhẹ luôn nha anh em. Thì cái xe đẩy 3 tầng này của thương hiệu CSBS là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng anh em ha. Những anh em mà mình làm gara, đầu tư gara đồ thì hầu như đều biết những cái thương hiệu này rồi. Đó, cái này là nó chuyên xuất khẩu qua Mỹ, cho nên là ở bên Mỹ rất là nhiều cái gara sử dụng cái thương hiệu này. Rồi, thì cái mẫu này là mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha. Nó, anh em nhìn vô là mình biết rồi, nó có 3 cái tầng. Rồi, và ở trên đây nó có cho mình một cái miếng đệm nè. Thật ra là 3 miếng đệm. Mỗi tầng anh em sẽ để cái miếng đệm lên để khi mình để đồ đạc lặt vặt nó không có bị trầy. Rồi, thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi, về cái mẫu xe đẩy này thì cái chiều dài của nó là 72 cm em ha. Chiều dài là khoảng 72 cm. Chiều rộng nè, chiều dài 72, chiều rộng là 43. Đó, còn về cái chiều cao, chiều cao từ dưới đất lên trên tới cái phần này là 76 anh em ha. Đó, 72 x 43 x 76.
Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này ở phía dưới là nó có 4 cái bánh xe chịu lực, nói chung nó tải cũng rất là nặng anh em ha. Cỡ em mà em 70 mấy 80 kg em ngồi lên là đẩy thoải mái luôn á. Rồi thì nó gồm 3 cái tầng, 3 cái ngăn cho mình dày. Ở ngoài thì sơn tĩnh điện anh em ha, sơn tĩnh điện màu đỏ nè. Đó, đỏ nhám này nên nhìn nó đẹp lắm anh em. Đó. Sơn tĩnh điện màu đỏ nhám ở bên ngoài, nhìn rất đẹp anh em ha. Cực kỳ chắc chắn luôn, cái này mà hai người ngồi lên thì cũng được luôn nữa đó. Đó, cực kỳ chắc chắn nha. Và cái bảng này thì nó có hai màu, một màu đen và một màu đỏ, cả hai màu thì đều là màu nhám hết cho nên nhìn nó cứng cáp và nó rất là đẹp. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này thì bên em đang bán với giá 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 một cái, tình trạng là mới 100% ha. Khi gửi đến anh em là em sẽ gửi full thùng cho anh em về ráp vô. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu xe đẩy 3 tầng này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một cái mẫu máy massage hàng nội địa Nhật rất là xịn nữa anh em ha. Cái mẫu này là của thương hiệu là Unpo. Đó, cái này là mẫu máy massage thông minh cực kỳ xịn của Nhật anh em ha. Cái này là sử dụng cái chui sạc là Tc. Nó đi kèm nó có cái cáp sạc cho mình luôn nha anh em. Rồi và nó có những cái đầu để anh em ghim vô anh em xài ha. Ví dụ như cái đầu tròn này đi. Nó thì đây chỉ việc bấm nút nè. Đó, anh em bấm ha, chế độ 1 nè, chế độ 2 nè, chế độ 3 nè, chế độ 4 nè, 4 chế độ ha. Rất mạnh nha anh em. Cái con này mạnh lắm nè. Đó. Đó anh em thấy không? Siêu mạnh nha anh em. Đó, đấm rất mạnh ha. Rồi, cái này á là dành cho ở bên Nhật người ta sử dụng để cho những cô chú bác lớn tuổi hoặc là những cái phòng mà vật lý trị liệu á là người ta sử dụng những cái mẫu này nha anh em. Bởi vì nó rất mạnh, rất là lực và cái độ bền nó rất cao. Khi anh em cầm trên tay là anh em đã biết được cái độ xịn của nó rồi nha anh em. Rồi thì cái này á là bên em đang bán một bộ như vậy. Đó. Rồi, một bộ như vậy. Full hợp luôn cho anh em ha. Giá của nó là 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 ha. Nó tình trạng là khoảng là 98% anh em ha. Đó, 98% mua về chỉ việc là sạc là xài thôi. Thật ra là trong cái giai đoạn mà bây giờ những cô chú bác lớn tuổi hay bị đau lưng, đau mình, đau mẩy đó, mình mua cái này mình xài rất là ngon anh em ha. Đó, xài cực kỳ ngon luôn, mua biếu tặng cũng được mà sử dụng thì quá là ok nha. Rồi, 1.400.000 anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là một cái gạt tàn thuốc rất là cao cấp anh em ha. Đó, rất là cao cấp, rất là đẹp luôn. Cái gạt tàn thuốc này á thì được làm bằng kim loại hoàn toàn anh em ha. Và của nó là cái hoa văn, cái hoa văn của nó rất là đẹp luôn nè. Rồi thì cái gạt tàn thuốc này á, đó, rất đẹp nha anh em. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha. À, rồi ok, thì cái này em sẽ đo kích thước cho anh em mình luôn. Rồi, kích thước của nó, ngang của nó là 24 anh em ha. Rộng cũng là 24 luôn. Rồi, 24 vuông nha anh em. Còn cái phần ở trong đây á, thì nó khoảng là 14 vuông. Rồi, thì tình trạng chưa qua sử dụng anh em ha. Cái lô này thì đấu giá ở bên Nhật về, nó chỉ có một cái duy nhất thôi. Rất độc, nó rất là xứng đáng cho anh em sưu tầm ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 nha anh em. 2.200.000 nha. Cái gạt tàn thuốc bằng kim loại rất là đẹp như vậy luôn. Rồi, giá là 2.200.000. Anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em nha. Để rất là sang trọng, rất là đẳng cấp ha. Để trên những cái bàn ghế gỗ á, rất đẹp nha. Rồi, giá là 2.200.000. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cần lực nha anh em. Đó, cần lực của Astro Product nha. Đó, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò cho anh em luôn. Tình trạng là hầu như là người ta có chưa có xài luôn anh em. Đó, cái này thì nó về cái dạng không có hộp thì nó bị cạ qua cạ lại, bị trầy thôi ha. Chứ về cái đầu tiếp là mình thấy có vẻ như chưa xài luôn ha. Ở đây có đảo chiều nè. Đó, đảo chiều trái phải gì đó tùy anh em nha. Rồi thì cái này á là anh em còn anh em chỉnh cái lực dặn, thí dụ anh em muốn dặn bao nhiêu á thì anh em chỉnh ở trên đây. Đó, rồi cái này là nó dài khoảng là 42 4, tầm khoảng 45 cm nha anh em. Đó, nó dài khoảng 45 cm nha, của Astro Product nha, của Nhật nha, nội địa Nhật. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 750.000 một cây nha anh em. 750.000 một cây ha. Nó cần lực của Nhật nha.
Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ nồi ha. Đó, một cái bộ nồi 3 món nha. 1, 2, 3, nó gồm 3 cái nồi nha. Trước tiên thì em sẽ quay cho anh em trước là cái nồi nhỏ nhất nha. Đó, đây. Đó, 3 cái mẫu nồi này thì anh em xài được các thể loại bếp luôn. Bếp từ, bếp ga rồi đều xài được hết luôn nha. Rồi, cái nắp của nó là nắp thủy tinh nha anh em. Nắp thủy tinh cho nên mình nhìn vô rất là trong suốt. Khi mà mình nấu nướng gì đó, mình nấu cái gì đó thì mình có thể nhìn được ở bên trong tình hình nó ở bên trong luôn ha. Thức ăn có chín chưa hay gì đó. Và đi kèm nó là ở đây nó có một cái lỗ này, lỗ thoát khí ha, để khi mình nấu nó không có bị tràn nước ra ngoài á. Rồi thì em sẽ quay từ cái nhỏ cho tới cái lớn cho anh em mình. Cái nhỏ nhất này là hiện tại nó là 2 lít nha anh em. Đó, 2 lít nha, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, 2 lít nha. Rồi tới một cái trung này là 3 lít 7 nha anh em. Tới một cái trung này 3 lít 7 nha. Đó. Rồi, rất đẹp, rất xịn nha. Rồi, tiếp theo là tới cái lớn nhất. Đó, cái lớn nhất này là tới 6 lít 3 luôn anh em. Nói chung ba cái nồi này là nó cũng đủ cho mình để mình sử dụng rồi nha. Đó, cái này là 6 lít 3 nha anh em. Tương đối rất là lớn luôn nha. Đó, 6 lít 3. Rồi thì anh em biết rồi nha, nó một cái bộ nồi rất là đẹp như vậy. Giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Nó giá của cái bộ này là chỉ có là 600k thôi. Nó bộ nồi 3 món này giá 600k nha. Tình trạng là chưa qua sử dụng, anh em có thể mua để mà đi tân gia nè, biếu tặng nè, hoặc là mình sử dụng gia đình nè. Đó, rất là xịn sò nha. Rồi, bộ nồi 3 món như vậy giá 600k nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là nọ mấy cái con phong thủy cho anh em mình luôn nha. Rồi con phong thủy, mấy cái con linh vật phong thủy bằng đồng ha, rất là đẹp luôn nè. Con này á, đầu tiên nó là cái con long quy. Đó, tức là con rùa mà nó đầu rồng nha anh em. Đó, con long quy rùa đầu rồng nha. Nó trên đây nó ngồi thổi vàng nè. Nó cái này thì mình có thể trưng trên bàn hay là nó để ông địa thần tài gì cũng rất là ok. Rồi thì cái con đầu tiên, con này á, thì giá của nó là 800k nha anh em. Con long quy là 800k nha. Đó, rồi tiếp theo là tới con gà. Đó, đây. Đây là con gà trống cũng đứng trên cái đống vàng luôn nha. Đó, rồi rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em cầm trên tay anh em xem nha. Rồi, con gà trống này thì cũng 800k luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo tới cái con cóc. Đó, đây là con cóc ngậm vàng ha. Đó, rồi cũng ngồi trên đống vàng luôn nè. Đó, con cóc này cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Con cóc thì to. Rồi, con cóc này thì bên em bán với giá là 990k nha anh em. Đó, 990k. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái mẫu nồi nha anh em. Đó, đây là cái mẫu nồi này, nó có sẵn cái nắp thủy tinh rồi ha. Cái nồi này thì nó làm bên trong là thiết kế là chống dính luôn nha anh em. Rồi, cái này là của thương hiệu là Emix Japan nha anh em. Đó, cái này thì cái nồi này thì nó sử dụng được các loại bếp luôn nha anh em. Đó, bếp từ, bếp hồng ngoại hay là bếp bếp ga gì các thể loại luôn, có cái nắp rên cho mình luôn. Thì cái nồi này á, thì em đo sơ cái đường kính của cái nồi cho anh em mình luôn nha. Là 20, đường kính là 20, độ cao, chiều cao của nó là 9.5 nha anh em. Rồi thì cái này là khá là xịn sò. Rồi cái nồi này thì bên em đang bán với giá là 290k nha anh em. 290k nha. Đó, anh em nào mình quan tâm inbox giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình giữ nhiệt rất là cao cấp anh em ha, nó của Đức nha. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này á, là cái dung tích của nó là 1.6 lít. Dung tích 1.6 lít, anh em mình nhìn vô là mình đã thấy rồi, nó cực kỳ chất lượng luôn nha anh em. Đó, cái này thì nó giữ được nóng lạnh luôn nè. Và mình nhìn nè, mình nhìn cái thiết kế của nó là mình đã thấy rồi ha, rất là chất lượng luôn nè. Đó, cái này là giữ nóng và lạnh luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này ở phía trên nó có cái tay xách nè anh em. Có thể mình xách ngang cũng được ha, hoặc là mình để đứng cũng được. Nó rất là nhiều cái kiểu để cho mình nha. Và cái này á, thì em mở bên trong cho anh em. Đó, anh em thấy ha, cái ngăn nó có cái này thì cái này thì nó giữ nóng rất là cao, rất là lâu. Rồi, đó, trong đây nó có luôn cái quai xách cho mình luôn nha anh em. Rồi, ở đây
Inox 304, rất xịn sò, rất cao cấp anh em ha. Đó. Rồi thì cái bình này á, cái dung tích của nó là 1.6L nha anh em. Dung tích của nó là 1.6L ha, rất là cao cấp ha. Rất là xịn luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 690k nha anh em. 690k ha. Cái này là của Đức nha anh em. Rất là xịn, rất là cao cấp. Với lại em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nè. Đó, chiều dài của nó ha. Chiều dài của nó là khoảng là 29cm nha anh em. Chiều dài là 29cm. Còn về cái phần đường kính, đường kính của nó là khoảng là 11cm. 29 × 11 nha anh em. Rồi, rất cao cấp, rất đẹp luôn nha anh em. Những anh em khó tính thì nhận cái này cũng sẽ thấy rất là đã luôn nha. Rồi, 690k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, bình giữ nhiệt của Đức 1.6L, 690 nha anh em. Đây, tiếp tục em lên tiếp cho anh em là bình châm nhớt ha. Nó giai đoạn cuối năm rồi, có một số máy móc hoặc là những cái công cụ dụng cụ cần phải bảo trì, hoặc là anh em mỗi lần mình xài xong cái gì đó thì mình có thể châm cho nó miếng nhớt ha. Thì trước tiên mình phải có cái bình nhớt cái đã. Có nhiều khi mình xài kèm kéo mỏ lết đồ xong á, mình lười quá rồi mình quăng qua bên, lâu lâu mình lấy ra mình xài thì nó bị rỉ sét á, thì nó bị hư những cái công cụ dụng cụ của mình thì nó rất là đáng tiếc. Anh em mình mua cái bình châm nhớt như vậy nè, nó mình bỏ nhớt vô, nó mình bỏ nhớt vô trong đây rồi, là chỉ việc là mỗi lần mà xài xong á, mình bỏ nó, mình bỏ cái bình này ở trong cái thùng đựng dụng cụ của mình luôn. Mỗi lần xài xong cái mình xịt xịt 2-3 cái vô trong cái công cụ dụng cụ của mình thì nó sẽ bảo quản được rất là lâu. Rồi thì cái bình châm nhớt này giá bên em đang bán với giá là chỉ có 40k một cái thôi, giá rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, rồi 40k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái dòng máy quạt cổ nha anh em. Hàng nội địa Nhật của thương hiệu là National. Đó, thì anh em mình nhìn vô mình thấy ha. Những cái dòng máy quạt này anh em có thể mua để sưu tầm, để decor hoặc trang trí thì nó rất là đẹp nha. Và cái những cái hàng này thì nó đã không còn sản xuất mấy chục năm rồi, cho nên là cái giá trị nó sưu tầm của nó rất là cao anh em ha. Thì hai cái con này thì tương đương là nó giống nhau. Nó giống nhau, nó chỉ khác về cái màu bên đây với màu bên đây một xíu thôi. Nó và cả hai con này là nó đều chung của thương hiệu là National. Đó thì anh em mình thấy hàng National nè. Đó, National này là cái thương hiệu đầu đời trước của là Panasonic nha anh em. Đó, thì những cái quạt cổ như vậy, ngày xưa nó có những cái quạt này nó rất là xịn ha. Đó, rồi em cũng đo sơ về cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì tổng chiều cao của cây này nó là khoảng là 82cm. Đó, tổng chiều cao khoảng 82cm anh em ha. Đó, và cái cây này nè, nó có thể tăng tổng chiều cao. Đó, mình hạ thấp xuống được luôn. Đó, thấp nhất ha. Thấp nhất là khoảng 60-65cm. Còn anh em muốn tăng lên thì anh em đây có cái nút này, mình bấm lên. Đó, là tự động nó bật lên anh em ha. Rồi, thấp nhất là 65cm, còn cao nhất á là 82cm. Đó, và đường kính của cánh quạt anh em nha, đường kính của cánh quạt là tầm khoảng là 35cm, 36cm. Đường kính của cánh quạt là 36cm nha anh em. Và còn cái phần chân, đó, cái phần chân này á, thì em đo sơ kích thước của phần chân ha. Nó ngang làm 27.5 nha, rộng cũng là 27. Đó, thì đại khái nó hơi hình vuông. Và những cái nút bấm của nó rất là cổ điển, cấp độ 1, 2, 3 với nút tắt thôi. Còn ở đây là cái vòng này là anh em hẹn giờ. Đó, nó khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thiết kế thì rất là cổ điển ha. Thiết kế thì cực kỳ cổ điển anh em coi ha. Đó, cái nút bấm xoay qua xoay lại nằm ở trên đây. Rồi, những cái nút rất là đơn giản. Mà cái này nó được cái là những cái lồng bảo vệ của nó anh em ha, gần như là bằng inox cho nên nó rất là đẹp ha. Inox hoặc là cái gì nó xi inox á, cho nên là nó không có rỉ sét theo thời gian nha. Chứ những cái mẫu quạt này thì nó cũng đã rất là lâu năm rồi. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ cái này em cắm vô điện. Điện là điện 100V, điện của Nhật là điện 100V, em test thử cho anh em coi nha. Đó, thì cứ cấp độ 1 nè. Đó,
cấp độ 2 nè, mạnh hơn ha. Đó, em cho nó đứng lại thì em rút cái cây này lên thôi. Đó, rất là mát nha. Rồi cấp độ 3. Cấp độ 3 lại đây. Rồi, ok. Cái này là bấm tắt nè. Rồi, thì hai cái này á thì tình trạng là như nhau, chỉ khác về cái màu thôi. Đó, công năng, kích thước như nhau luôn. Rồi, cái này đồng giá ha anh em. Đồng giá là 3,2 triệu. 3,2 triệu một cây nha anh em. Đó, hai cây này đồng giá với nhau là 3,2 triệu một cây. Rồi, anh em nào mình quan tâm, mình muốn sưu tầm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Những cái cây này nó tầm khoảng là khoảng 30 năm rồi nha anh em. Đó, rất là lâu rồi. Rồi, ok, đồng giá là 3,2 triệu ha. Đó, có cặp, chỉ khác nhau về cái màu thôi. Anh em nào mình thích thì mình lấy luôn cặp đi, bởi vì cái mẫu giống nhau mà hàng Nhật về á, nó rất là hiếm. Rồi, ok, giá 3,2 triệu nha anh em. Mới về được cho anh chị em mình lại là một cái lô máy hút bụi cầm tay của thương hiệu là Takashi. Đó, thì đây là máy hút bụi cầm tay rất là nhỏ gọn luôn anh em ha. Nó cái này á thì nó cực kỳ nhỏ gọn, nó thích hợp cho anh em mình là hút bụi ở trên xe ô tô nè, ở bàn làm việc nè, hoặc là những cái không gian mà chật hẹp á, thì anh em mình sử dụng những cái mẫu máy hút bụi này thì nó rất là hiệu quả luôn nha. Cái thứ nhất là nhỏ gọn nhẹ nhưng mà rất là tiện lợi mà nó lại được việc nữa. Rồi thì cái máy này á là anh em thấy ha, nó cầm dạng cây súng nè, nó em bỏ trên bàn tay em thì nó cũng cỡ này thôi. Đó, rất là tiện lợi ha. Đi kèm của nó là anh em nhìn vô là anh em mình thấy nè, nó gồm là cho mình là một cái thanh nối dài nè, để anh em cắm vô mình hút trong cái cốc nước hoặc trong những cái khe rồi anh em ha. Đó, những cái khe cửa, cái khe kẹt rồi đó. Rồi cái đầu này của nó có cho mình một cái đầu nữa là đầu chổi anh em nè. Khi mình gắn cái đầu chổi này vô mình có thể vừa quét vừa hút luôn nè ha. Mình quét nó ra được những cái bụi bẩn li ti mà hút được luôn nè. Rồi đi kèm nó có cho mình cái đầu thổi nữa anh em. Cái đầu này anh em ghim vô nè, anh em thổi nè ha, thổi bong bóng luôn ha. Mình ghim ngược ở phía sau cái máy á là mình có thể thổi được bong bóng nha. Đầu này cũng là thổi luôn nè. Rồi đi kèm nó là có cho mình luôn cái cáp sạc anh em ha. Một đầu thì anh em ghim vô trong cái máy này, nó sạc ở đây. Rồi một đầu là ghim vô chui USB để mình xài thôi. Rồi thì bây giờ em sẽ test luôn cái hiệu quả làm việc cho anh em mình coi ha. Anh em thấy cái chén gạo nè, em nè, bật lên nè, tích tắc. Đó anh em thấy không, chưa tới 2 giây là em đã hút hết cái chén gạo này rồi anh em ha. Rồi em, khi mà mình mở ra vệ sinh thì cũng chỉ việc mình vặn ngược nó lại thôi. Rồi thì ở đây nó có cho mình luôn cái màn lọc. Cái màn lọc này để tránh bụi bẩn bay vô trong máy anh em ha. Cái này nó làm bằng một cái loại vải nhựa, cho nên là nó cũng rất là bền. Anh em xài nó bền lắm, nó không có hư đâu nha. Rồi, nó mình đổ ra ngoài thôi, những bụi bẩn thì đổ ra ngoài. Rất là gọn gàng luôn anh em ha. Rồi, xài xong thì mình lại gắn lại tiếp. Rồi, em hút thêm cái nữa cho anh em mình coi nha. 1, 2, 3, vô. Đó anh em thấy không, chưa tới 2 giây nữa là anh đã hút xong những cái này rồi. Thì những cái bụi bẩn li ti đồ hay là bao ngóc dít đồ lặt vặt đồ là ngon lành cành đầu luôn nha anh em. Đó, rất là nhanh lẹ cho mình luôn. Rồi thì cái mẫu máy hút bụi cầm tay sử dụng pin của thương hiệu Takashi Nhật Bản này thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. Đó, trọn bộ là 270k. Thì anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái mẫu cần câu tay. Nó rất là đẹp luôn nha anh em, carbon. Rồi hai cái mẫu cần câu này á, thì nó dài là 3,6 m anh em ha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, ở đây nó có cho mình một cái khoen nhẫn để mà để vô trong đây luôn nè. Nó cực kỳ đẹp. Rồi hai cái cây này thì nó bằng kích thước nhau ha, đều làm bằng carbon hết, rất là đẹp luôn nha. Rồi anh em xài thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, mình rút ra. Nó thì 3,6 m, carbon nó rất là thẳng anh em ha. Đó. Rồi cái này thì thích hợp cho anh em mà mình câu, mình thích câu cá, cá rô, cá trê đó anh em. Đó, đây nè. Anh em thấy không? Nó rất là thẳng ha, kích thước là 3,6 m. Rồi, anh em câu cá rô, cá trê, câu sông đồ khá là ok ha. Cái này thì độ cứng của nó là 4H nha anh em. Đó, độ cứng 4H, cái độ dài là 3,6 m, cho nên là anh em có thể mình câu được cá khoảng là 3 kg đổ lại ha. Ngon lành. Đó. Rồi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, hai cây đều làm bằng carbon. Kích thước thì tương đương nhau. Độ cứng cũng là như nhau. Đó, anh em cũng như là mình thích màu nào thì mình lấy thôi.
Đó. Rất là dẻo, rất là dẻo. Thường mình câu cá rô được ha. Câu sông, câu ao hồ, sông suối rồi đó. Đó, mình câu bằng những cái mẫu cần câu này thì nó rất là đã. Bởi vì cái thứ nhất là gọn, nhẹ. Cái thứ hai thẩm mỹ cao. Và cái thứ ba là nó rất là dẻo. Mình câu cá, mình giật những con cá lên thì nó rất là đã tay. Rồi, thì cái này thì bên em bán với giá là đồng giá là 350 một cây nha anh em. Đó, anh em thích cái màu nào thì mình lấy ha. Nó có cái màu đỏ với lại cái màu xám. Thì đại khái như vậy thôi. Còn tất cả hai cây thì đều làm bằng carbon. Đó, rất là đẹp nha. Cán thì nó to. Rồi, ok. Anh em mà mình quan tâm tới mẫu cần câu nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì nay mùa mưa tới rồi nha. Em bắt đầu em lên cho anh em được là những cái chai dung dịch lau rửa xe. Đó. Thì cái này mình có thể lau rửa xe hoặc là vệ sinh trong nhà cũng được luôn anh em ha. Thì những cái chai này thì cái dung tích của nó là 1 lít hết nha anh em. Và nó nè, cái này là nó sử dụng cái công nghệ của Italia, của Ý nha. Đó, cho nên nó rất là cao cấp ha. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu từ thấp tới cao những cái mẫu mà anh em cần thiết nha. Rồi trước tiên là đây là cái chai này. Cái chai này là chai Bio Farm Acti. Thì chai này là chai dung dịch lau rửa xe. Thì nó thay vì anh em mỗi lần mình lau rửa xe bằng xà bông bình thường thì mình sử dụng cái này, mình pha với nước rồi mình đánh bọt lên là mình lau rửa xe. Cái này nó rất là sạch anh em ha, sạch hoàn hảo ha, an toàn với bề mặt ha. Đó, rồi thì cái chai này giá của nó là 85k một chai ha. Có thể lau rửa xe hoặc lau rửa những cái đồ đạc khác cũng được luôn. Rồi 85k một chai này nha anh em. Nó chai bio nha. Rồi 85k. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em là ba cái loại dung dịch lau rửa xe mà không chạm. Không chạm tức là như thế nào? Thì mỗi lần mình lau mình rửa xe đó thì mình sẽ bỏ vô trong cái bình xà bông, bình bọt tuyết của cái máy rửa xe mình phun lên. Hoặc là anh em có thể bỏ vô cái bình bọt tuyết riêng để mình phun lên xe. Mình phun lên nó phủ đều hết cái xe trong vòng khoảng 2 phút là mình bắt đầu là mình lấy cái nước, vòi nước không mình xịt lại là nó sẽ sạch luôn. Đó, nó sạch luôn tới 95% mà không cần chạm vô bề mặt luôn anh em ha. Thay vì cái chai rửa xe bình thường lúc nãy thì anh em phải cầm cái nùi dẻ anh em lau lên xe. Thì cái này không chạm thì không cần sử dụng lùi dẻ luôn. Mình chỉ cần phủ một lớp bọt tuyết lên trên xe. Sau đó mình xịt nước vô là ok. Khoảng 2 phút là ok. Đó. Thì cái dòng này em có 3 loại ha. Thứ nhất là cái chai Bio 20 nè. Đó. Chai Bio 20 này thì giá của nó là 115.000 nha anh em. Rồi. Tiếp theo là chai này là Bio 30. Chai này sẽ cao cấp hơn chai Bio 20 xíu. Đó. Thấy không? Nó là Bio 30, nó cao cấp hơn xíu, giá của nó là 150.000. Rồi, tiếp theo là cái chai mà trùm cuối trong dòng này. Đó, cái chai này là Bio 45. Bio 45 thì giá là 230.000. Tất cả những chai đây thì dung tích đều là 1 lít hết, nhưng mà những cái chai thí dụ nó càng mắc tiền thì cái chất lượng nó càng cao hơn. Và nó hoàn toàn an toàn với lại da tay của mình, cũng như là an toàn với bề mặt sơn xe nếu như anh em sử dụng để lau rửa xe. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên tiếp cho anh em là một cái chai này cũng khá là cần thiết cho những anh em mà sử dụng xe ha. Thì đây là cái chai mà làm sạch bề mặt la răng. La răng là cái mâm xe đó anh em. Cái mâm xe thì từ những cái xe máy cũng có cái mâm xe, anh em cũng lau bằng cái này được ha. Tức là mình lấy, mình cũng đánh bọt ra hoặc là bỏ vô trong cái nùi dẻ đó. Anh em quậy nước, quậy bọt lên rồi anh em lau lên xe. Thì cái này nó sẽ tẩy những cái rỉ sét ra ngoài. Đó. Thì thay vì sử dụng xe thì nó sẽ tẩy được một số cái vật liệu bằng kim loại khác mà mình cần, mình muốn nó vệ sinh. Đó, thì thay vì mâm xe cũng được, mà nồi niêu son chảo hay là những cái cây sắt thép gì đó bị rỉ á, mình tẩy nó, mình đánh vô rồi mình chà ra, thì cái này có thêm cái dung dịch này mình chà rất là nhẹ nhàng. Rồi thì cái chai này ha, nó làm sạch bề mặt la răng thì giá 175.000 nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là tới một cái chai này là chai dành cho anh em xài xe ô tô ha, hoặc là anh em trong văn phòng mà mình có ghế da rồi đó thì mình xài cái này làm sạch và khử trùng ha, không làm khô nẻ nội thất ha, hương thơm dễ chịu. Thì tức là trong cái xe ô tô mình á, mà lâu lâu mình ngồi nó bị dơ, bị bụi hoặc là bị những cái gì đóng lên trên xe thì mình nó lâu lâu mình phải lau, thì anh em cũng quậy chung với nước ha, rồi mình thấm vô cái khăn rồi mình lau. Đó, thì anh em thấy ha, làm sạch và khử trùng ha. Đó, rồi nè, có cái hương thơm nhẹ và không làm khô nứt nẻ cái nội thất mình. Đó, mình lau vệ sinh nội thất xe bằng cái này ha.
hoặc là có thể là lau bàn, lau ghế, những cái ghế da, nệm da đồ cũng được luôn nha. Rồi ok, chai này thì giá 150.000. Rồi thì bây giờ á, hồi nãy giờ giới thiệu xong em sẽ tổng kết lại cho anh em ha. Đó, những cái chai này thì cái dung tích của nó đều là 1 lít. 1 lít mỗi lần mình xài có một chút xíu thôi, cho nên là những chai này mình xài rất là lâu nha anh em. Đó, rồi anh em nào mình quan tâm, mình thích cái chai nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Nhớ đọc đúng cái mã của nó nha. Rồi, ok anh em. Mới về được cho anh chị em mình là một cái lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật rất là xịn sò anh em ha. Đó, đây, đây là lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật ha. Đó, cái này là cái dung lượng của nó là 4000mAh. Đó, anh em thấy nó rất là mỏng nha. Đó, nó khá là mỏng ha, nó rất là mỏng, rất là đẹp, rất là gọn gàng. Thường á thì cái dung lượng 4000mAh là mình sẽ sạc được điện thoại khoảng là một lần ha anh em. Nó ví dụ những cái điện thoại dung lượng cao là mình sẽ sạc được một lần, còn những cái điện thoại mà dung lượng thấp thì mình sẽ sạc được 2 lần. Đó, thì nó rất là gọn gàng ha anh em. Rất là gọn gàng, với lại cái này nó là hàng nội địa Nhật cho nên là cái pin của nó sẽ rất là khủng, tức là cái độ bền pin của nó sẽ rất là cao. Rồi thì cái này á, là như anh em thấy nó có các màu, nhưng mà khi gửi đến anh em thì em sẽ gửi màu ngẫu nhiên và em sẽ ship một lần là 2 cái anh em ha, bởi vì nó rất là rẻ. Rồi và đi kèm nó có luôn cho anh em cái cáp anh em ha. Đó, cái cáp là để dành cho anh em sạc cái cục sạc dự phòng này, ví dụ như là đó, sạc dự phòng này thì anh em ghim vô cái đầu này là đầu TC nè, mình ghim vô mình sạc nè. Rồi một đầu còn lại anh em cắm vô trong cái cốc sạc USB của mình là mình xài ha. Còn nếu như anh em mình muốn sạc điện thoại thì mình lấy cái chui USB mình ghim vô đây rồi mình sạc điện thoại thôi. Rồi, khá là hay luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật anh em thấy không? Đó, hàng nội địa Nhật ha, chữ Nhật nè. Rồi cái này là 4000mAh. Đó, rồi ok, tình trạng thì hầu như là chưa có qua sử dụng nha anh em. Mà cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Thí dụ như cái này là em sẽ bán một lần một cặp nha anh em. Một cặp là 2 cái ha. 2 cái thì màu ngẫu nhiên. Đó, 2 cái là 2 cái với là cái cáp sạc thì giá cũng chỉ có là 220k thôi. Tức là chỉ có hơn 100k một cái thôi. Nó giá rất là rẻ cho anh em ha. 2 cái là 220k. Rồi, đi kèm cái cáp sạc cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào mà mình quan tâm, mình có nhu cầu thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, rất là mỏng ha, rất là mỏng, rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, 2 cái em ship một lần, 2 cái là 220k nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cặp kềm của Nhật ha. Cái này gọi là cái hàng mà siêu cao cấp luôn nha anh em. Rồi đây là cái cặp kìm của Nhật, nó gồm 2 cây. Đó, một cây cây là kìm cắt, một cái cây là kìm mỏ bằng. Đó thì cái này là cái size lớn anh em ha, nó dài hơn gang tay của em nè. Đó thì nó khoảng là 200mm. Đó, mà cái này á, thì nó là size lớn, nó rất là xịn anh em ha. Và cái này nó sản xuất tại Nhật luôn anh em. Đó, sản xuất tại Nhật nha. Và cái này là cái thương hiệu rất là xịn ha, Fujiya, sản xuất tại Nhật luôn nha. Đó, rồi thì anh em mình thấy ha, nó đây nè. Anh em nhìn được cái lưỡi cắt của nó ha, với lại cái thiết kế của nó là anh em thấy rồi, cái độ hoàn thiện rất là tuyệt vời. Rồi thì cái này nó gồm là 2 cây, em bán một bộ là 2 cây nha anh em. Đó, một bộ là 2 cây, gồm một cây kìm mỏ bằng và một cây kìm cắt. Vật liệu là không thể thiếu của những anh em làm thợ hoặc là thợ điện hay là sử dụng gia đình rồi nha. Đó, rất là xịn, rất là đẹp nha. Rồi thì cái cặp này thì bên em đang bán với giá là 600k nha anh em. 600k một cái cặp kìm rất là xịn như vậy nha. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm tới cặp này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá sử dụng điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, rồi ok anh em, thì cái mẫu máy thổi lá này là nó sử dụng điện 100V ha, công suất là 400W. Rồi đi kèm nó là gọn gàng như vậy, anh em ghim vô điện là mình xài thôi. Nhưng anh em lưu ý là điện của Nhật là điện 100V nha. Nó gồm cho mình 2 cái phụ kiện là một cái ống này để anh em thổi nè. Còn nếu như anh em mà mình muốn hút á, mình muốn hút bụi á, thì tại cái máy này nó đa năng luôn. Mình mở cái này ra, mình đưa cái này về đây. Đó, cái đầu này. Rồi mình cắm cái ống vô trong đây. Đó, thì nó sẽ hút bụi. Nó hút bằng cái đầu ngang ở dưới đây và nó đựng bụi ở trong đây. Nó khá là tiện lợi cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu máy này là máy hút thổi bụi đa năng. Đó, vừa hút và vừa thổi luôn. Rồi thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá chỉ có 320k thôi. Tình trạng là hầu như chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn ha.
Rồi, ok anh em, 320k điện 100V, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu thước anh em ha. Đó, cái này là mẫu thước kéo nha anh em, thước kéo dành cho anh em mình đo đất nè, hoặc là mình đo những cái gì có chiều dài nó dài á, nó thì mình đo bằng cái này rất là ok anh em ha. Rồi, cái này rất là chất lượng nha anh em. Đó, đây nó có cái tay cầm nè, anh em chỉ việc mình ghim xuống đất rồi là mình kéo nó đi thôi. Nó khá là hay anh em ha. Nè, cái phần đầu này nè, nó mình mở ra nó có cái mũi nhọn anh em ha. Thì khi mà anh em ghim xuống đất vậy nè, rồi là mình rút nó, ví dụ đây, em rút như vậy đi. Đó, thì đây ha anh em ha. Nó có cái mặt số nè. Rồi, còn khi mà anh em xài xong thì chỉ việc vậy, có cái tay quay, mình quay nó, mình cuốn lại thôi. Rất là nhẹ nhàng luôn. Và cái này nó làm bằng kim loại anh em ha. Đó, nó làm bằng cái tấm thép ha. Nó cho nên là nó rất là bền nha anh em. Rồi, xài xong thì chỉ việc mình cuốn lại thôi. Cầm đi cũng rất là gọn gàng anh em ha. Chiều dài của nó tối đa là lên đến 50m nha anh em. Rồi, cái này thì mình đóng lại thôi. Khá là hay anh em ha. Rồi, ok anh em. Cái này thì bên em đang bán với giá là 250k thôi. 250 một cái thước đo 50m như vậy nha anh em. Đó, thước đo cắm đất 50m rất là xịn sò ha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Rồi, ok. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ gậy gôn rất là đẹp luôn nha anh em. Thì cái bộ gậy gôn này ha, làm màu cam. Đó, cái này á thì một cái bộ nó gồm 7 cây ha. 1, 3, 5, 7, 9 nè. Đó, 1, 3, 5, 7, 9 cây S với lại cây ZB ha. Thì cái bộ này là nó cũng đầy đủ cho anh em mình tập luyện luôn nha. Đó, từ tập ở trong nhà, trong sân. Đó, hay là chơi thì nó cũng tương đối là đầy đủ cho anh em mình. Mà cái này quan trọng là chưa qua sử dụng luôn anh em. Đó, cái bộ này thì chưa qua sử dụng luôn ha. Nó gồm luôn cho anh em cái túi nè. Đó, cái túi này thì còn rất là đẹp. Đó. Rồi, thì trên đây nó có cái đồ trùm lại nè. Anh em có thể gài lại. Còn khi mình chơi thì mình mở ra. Rồi, thì cái cây, cái bộ này. Đó. Tình trạng là chưa xài. Rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi, cái bộ gậy gôn này full luôn cái túi này ha anh em. Đó, giá của nó là 4 triệu nha anh em. Đó, bộ gậy gôn full luôn cái túi màu cam, giá là 4 triệu ha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, bộ này giá rất là tốt cho anh em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đèn pin cầm tay anh em ha. Nó siêu sáng của Tojiro. Đó, Tojiro Nhật Bản anh em. Thì cái mẫu đèn pin cầm tay này anh em nhìn vô mình thấy ha, cái thiết kế của nó nè, trước tiên nó có một cái chân cho mình. Thì thật ra cái chân này anh em thích thì mình để cái chân này, còn không là mình có thể dặn ốc mình mở nó ra, mình xách tay không cũng được nha anh em. Rồi thì cái đèn pin này anh em thấy cái chóa đèn rất là to nha anh em. Nó chóa đèn rất là to ha, cái chóa đèn này là nó tới 15 cm anh em ha. Đó, 15 cm, cho nên là cái độ chiếu sáng của nó rất là xa. Anh em coi nè, cái thiết kế cái gương cầu lòi anh em ha. Nó thiết kế một cái gương lòi nè, cho nên là cái độ mà phản quang của nó rất là xa. Đó, trong đây là cái tim của nó là tim LED. Thì anh em ha, cái đèn này á, anh em mình mua á, thì nó kèm cho mình một cái cáp sạc. Anh em sạc đầy rồi mình xài anh em ha. Cái này nó chiếu xa lên đến 800m. Nó lên đến 800m. Một cái ánh sáng rất là tuyệt vời anh em ha. Nè, em rọi thử cho anh em coi nè. Nó có 3 chế độ nha. Đó, chế độ thứ nhất nè, chế độ thứ hai nè, chế độ thứ ba nè. Đó, chế độ báo động nè. Đó, tắt nè. Rồi thì nói chung ở trong ban đêm nó rất là tuyệt vời. Nó là một trong những cái dòng đèn pin mà sáng nhất, xa nhất hiện tại ở đây luôn. Đó, thì anh em sử dụng cho thí dụ nhà mình sân vườn nè, hay là để sử dụng để đi xôi ớt, xôi cá gì đó, nó thì tùy anh em. Rồi, ok, rất tuyệt vời. 3 chế độ thứ nhất sáng mạnh nè, sáng vừa nè, sáng nhẹ nè, báo động nè. Đó, khá là tuyệt vời nha anh em. Rồi, ok, mua một lần là mình xài hoài luôn, bởi vì nó có cái dây sạc, xài hết pin thì sạc thôi. Rồi, cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 390k ha anh em. Đó, chính hãng của Tojiro Nhật Bản luôn. Rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu đèn này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Nói em về lại cho anh em là một cái dây thông cống nha anh em. Cái này là dây thông cống ha, cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Rồi thì cái dây này á, kiểu như nó bằng thép dẻo á anh em. Đó, khi mà cái cống hoặc là cái lavabo của mình bị nghẹt hay này nọ đó, mình không có đồ để mình thông cống vô á thì nó sẽ bị nghẹt, nó rất là khó chịu. Thì anh em có thể sử dụng những cái dây như vậy.
nó để mình chọc vô trong á, để cho nó khai thông cái cống cái lavabo của mình nha. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 200k nha anh em. Đó, 200k một cái dây thông cống như vậy ha, cái này nó bằng thép nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm cái dây thông cống này thì inbox cho em nha. Hiện tại em về được mấy bộ. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây kéo cắt cành nha. Đó, đây là cây kéo cắt cành rất là xịn sò luôn ha. Cái này là của Nhật nha anh em. Đó, đây. Nó cái kéo cắt cành này á, là nó sử dụng cái sắt là SK5 cho nên nó rất là cứng ha. Ở đây á, thì nó có cho mình là nó sử dụng nhíp nè anh em thấy không? Cái này là cái nhíp nha. Cái nhíp này thì nó cái độ bền sẽ cao hơn cái lò xo rất là nhiều lần luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, là anh em mua về cắt rất là ngọt nha. Cắt thoải mái luôn á. Đó, cái này là bao cho anh em cắt luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em. 190k một cái cây kéo cắt cành như vậy nha. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video hôm nay ở đây đi. Đó, anh chị em mình quan tâm sản phẩm nào cũng như cái đồ gì thì cứ vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn những anh em mà mình mới xem kênh của em lần đầu thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về bên em nha. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video sắp tới ạ.